Yến Vân Đài là một bộ phim Trung Quốc ra mắt vào năm 2019. Phim lấy bối cảnh vào thời đại Càn Long, một trong những triều đại nổi tiếng của Trung Quốc. Câu chuyện tập trung vào Hoàng Phi Yến, một công chúa trẻ tuổi và mưu mô, con gái của Hoàng đế Càn Long. Hoàng Phi Yến bị lừa dối và gửi vào dưỡng hoàng cung do những âm mưu trong triều đình, trong cung điện. Cô phải đối mặt với những thử thách và đấu tranh để bảo vệ bản thân và gia đình. Trong hành trình của mình, Hoàng Phi Yến tìm kiếm sự công bằng và trả thù cho những người thân yêu bị hại. Cô sử dụng trí tuệ và lòng dũng cảm để vượt qua mọi khó khăn và trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, đồng thời khám phá ra những bí mật đen tối trong cung điện. Yến Vân Đài là một câu chuyện về lòng kiên định, trí tuệ và lòng can đảm của một phụ nữ trẻ trong cuộc đấu tranh cho công bằng và quyền lực trong một môi trường đầy thách thức và âm mưu. Năm Thiên Lộc thứ 5 ở núi Tường Cổ Trung Quốc cổ đại có một vị hoàng đế Thế Tông bất chấp mọi phép tắc của tổ tiên mà xác lập nữ tử của Nam Triều làm hoàng hậu. Điều đó dấy lên sự bất mãn trong giới quý tộc chưa nên đã dẫn đến một cuộc đổ máu kinh hoàng nhất lịch sử thảo nguyên khiết đan thời bấy giờ. Rất nhanh 18 năm sau trôi qua, một cô gái người khiết đan cá tính mạnh mẽ không thua kém gì nam tử tên Tiêu Yến Yến xuất hiện. Cô dám thách thức một thanh niên mạnh nhất trong vùng chơi đấu vật, đổi lại nếu thua cô sẽ làm vợ anh ta, nếu thắng cô chỉ xin nhẹ anh ta con ngựa chiến kia. Hai bên lao vào thể hiện không ai chịu thua ai, nhưng kết quả trận đấu Tiêu Yến vẫn là người chiến thắng một cách hết sức thuyết phục. Phía bên này doanh trại thành U Châu cũng có một vị tướng trẻ tài ba tên Hàn Đức Nhượng rất giỏi trong việc điều binh khiển tướng. Một thời gian ngắn có thể đào tạo đám người ô hợp trở thành một đội quân tinh nhuệ. Không chỉ rèn người giỏi, anh chàng còn có sức mạnh có thể hạ gục và thuần hóa cả một con ngựa hoang đang làm náo loạn trong doanh trại. Một con ngựa quý tên Ô Vân Cái Tuyết, không uổng cho cái tên đặc biệt này nên anh đã chọn giữ con ngựa chiến đó bên mình để chinh chiến xa trường. Đồng thời lúc đó Đức Nhượng nhận được một bức thư từ người huynh đệ phương xa bày tỏ nỗi lòng nhớ nhung ra diết. Anh có một người bạn thở thơ ấu cũng là con cháu hoàng tộc khiết đan tên Gia Luật Hiền Minh ỉ. Cả hai đã kết thân kể từ khi còn rất nhỏ, mặc cho bọn họ có là hai chủng tộc khác nhau đi nữa. Chuyển cảnh hôm sau, Đức Nhượng trở về quê nhà Thượng Kinh Đại Liêu. Nơi đây sầm uất kẻ buôn người bán, duyên số cho anh gặp Tiêu Yến cùng với con ngựa của cô mới tậu được hôm qua. Vừa nhìn thấy ngựa của Đức Nhượng, Tiêu Yến đã nhận ra đó là một trong những con tuấn mã mạnh nhất vùng thảo nguyên này. Thế nên cô đã ngỏ lời mua con ngựa đó với bất kỳ giá nào. Mặc cho Đức Nhượng có ngăn cản và đã cảnh báo đó là một con ngựa rất khó thuần, nhưng cô nàng ngang bướng này đã bỏ ngoài tai mà leo lên nó phi thẳng. Hậu quả là cô nàng đã phá tanh bành cả khu chợ, đã thế còn làm gián đoạn buổi xử trảm tại một pháp trường. Binh lính tưởng cô đến cướp người thì xông lên vây bắt. Cũng may là có Đức Nhượng võ công cao cường phi tới tả xung hữu đột giải nguy cho Tiêu Yến. Tưởng cả hai tới cướp pháp trường nên quan chỉ huy ra lệnh tiêu diệt. Cũng may có tấm lệnh bài ở đó mới hay Tiêu Yến chính là con cái của tể tướng Bắc phủ Tiêu Tư Ôn, gia danh gia vọng tộc nên không ai dám động tới. Cả hai cùng phối hợp diễn cảnh cô chủ và tên chăn ngựa ngốc nghếch nên đã thành công qua mặt được quan chỉ huy ở đó, vì làm loạn pháp trường là một đại tội khó mà dung thứ. Giải quyết xong chuyện vừa rồi, Tiêu Yến vẫn một mực muốn làm khó Đức Nhượng và đòi lấy con ngựa chiến của anh làm của riêng. Tiêu Yến thông minh đã nhận ra Đức Nhượng là người của quân đội phía Nam, nay vào thành không mang theo quan văn mà lại dám vào kinh chứng tỏ là tự ý. Bị cô nàng bắt bẻ không còn cách nào khác nên Đức Nhượng đành phải tặng lại con ngựa chiến của mình. Phía bên này thảo nguyên ta được gặp chị em Tiêu Lý và Tiêu Tiễn, là con gái của một tộc trưởng có thân và hoàng hậu. Cô em thì ngỗ ngượng ngang ngạnh, còn cô chị Tiêu Tiễn thì hiểu chuyện biết điều. Vì thấy em gái bị đám con gái nhà quý tộc khác bắt nạt nên Tiêu Tiễn đã đứng ra bệnh vực. Cùng bọn họ chơi trò giải đố để xem ai thua sẽ phải xin lỗi và mất một món đồ quý giá. Kết quả là chị em Tiêu Tiễn thông minh đã thành công giải câu đố, nhận được lời xin lỗi của đám quý tộc kia cùng với những món trang sức mà Tiêu Lý yêu thích. Cô chị cũng không quên dặn cô em rằng lần sau nhớ phải để ý cái mỏ hỗn của mình, đừng có mà đi chơi xa không lại rước họa vào thân. Chuyển cảnh bên này Thượng Kinh, Đức Nhượng đã trở về thăm người huynh đệ minh ỷ của mình. Cả hai xúc động sau nhiều ngày tháng xa cách và bày tỏ nỗi nhớ nhung ra diết. Còn Tiêu Yến thì trở về khoe với hai người chị em của mình mới sắm được con ngựa quý nhưng với cái giá 10 lượng vàng. Bị chê là đắt và vô nghĩa thì Tiêu Yến cho hay nuôi ngựa mới làm đam mê của cô chứ không phải gấm vóc lụa là. Sau đó ba chị em họ Tiêu cùng nhau làm lễ ở cây ước nguyện mong cho tương lai sẽ lấy được một người chồng như ý để thiên hạ thái bình. Nhưng Tiêu Yến trong đầu lại nghĩ về hình bóng Đức Nhượng, hơn nữa việc ngồi đây cầu nguyện chẳng có chút thiết thực nên cô nàng ngang ngạnh chẳng thèm cầu nguyện nữa. Cốt là phải tự thân vận động thì mới có thể xoay chuyển được thế sự. Sau đó ba cô nàng trở về phủ để diện kiến phụ thân. Ông căn dặn cả ba thời thế đang loạn lạc chớ có ra ngoài hành sự bất cần. Nhất là với Tiêu Yến ngỗ ngược cứ như nam nhân làm phụ thân rức hết cả đầu. Khi ra ngoài Tiêu Yến bất ngờ gặp lại Đức Nhượng và cứ nghĩ anh đến đây để đòi ngựa. Nhưng thực chất Đức Nhượng đến đây là để gặp tể tướng để xin sự ủng hộ từ ông trong kỳ xuân nại bát sắp tới, vì đây không khác gì một cuộc chiến tranh giành quyền lực. Anh đưa ra miếng ngọc bội của tiên đế vì nhìn thấy ngọc bội như nhìn thấy người. Nhìn miếng ngọc bội, tề tướng liền nhớ về ký ức năm xưa khi còn phục vụ cho tiên đế và được ngài căn dặn rất nhiều điều về sự trung thành. Đang bàn chuyện thì cô nàng Tiêu Yến xông vào, nghĩ Đức Nhượng đang đòi cha mình tiền con ngựa nên chặn họng rồi lôi anh ra ngoài chợ.
Cô nàng hứa sẽ trả cho anh con ngựa nhưng xin khất đến sau khi kết thúc cuộc thi xạ liễu vì đối với cô đây là một cuộc thi hết sức quan trọng. Đức Nhượng vui vẻ đồng ý và còn cho biết con ngựa đen đó có cái tên rất hay, đó là Ô Vân Cái Tuyết. Cũng căn dặn cô giữ bí mật về chuyện anh tới Tiêu Phủ và ai có hỏi thì bảo là anh đến vì đòi tiền con ngựa. Cô nàng thì cũng đồng ý rồi đem thắc mắc đó về phủ kể lại với cha mình. Ông thì cũng không tiết lộ gì về chuyện ở núi Tường Cổ năm xưa rồi mắng Tiêu Yến đừng có mà suy đoán linh tinh kẻo rước đại họa. Cũng cấm luôn con gái không được tham gia cuộc thi xạ liễu tránh gây phiền toái không đáng có. Tề tướng chỉ dám đem chuyện này kể với con gái cả Tiêu Tiễn. Ông biết Đức Nhượng tới đây lần này là để thăm dò xem ông đứng về phía nào vì một bên là bách tính thiên hạ còn một bên là đại tôi mưu phản khiến ông rất khó xử. Nhưng sau khi nghe lời khuyên của con gái lớn, Tề tướng đã quyết định sẽ đi gặp chủ nhân của miếng ngọc bội chính là Thái tử Khiết Đan Minh Ỷ. Rất nhanh cuộc thi xạ liễu đã được diễn ra. Nơi đây quy tụ rất nhiều anh tài đến từ các tộc trong Đại Liêu, ai cũng là trang tuấn kiệt khí thế nam nhi ngút trời. Và cũng không thể thiếu được hai ứng cử viên sáng giá của hai phe thiên ác, đó là Đức Nhượng và Gia Luật Hỷ Ẩn, con trai của Gia Luật Lý Hồ cũng đang nhăm nhe ngôi vị hoàng đế. Các vị quân vương phụ thân cùng ngồi bên trên quan sát. Ai cũng lo lắng và quan ngại về ứng cử viên của nhà Gia Luật Lý Hồ. Phần thi chung kết khá cam go khi thử thách đưa ra cho các ứng viên đó là phải dùng cung của mình để bắn rụng cành liễu trên cổ xoay. Sau đó phải bắt được cành liễu đó trước khi nó rơi chạm đất thì sẽ chiến thắng cuộc thi, một thử thách tưởng chừng như không thể. Hấp dẫn hơn cả là đại diện cho Tiêu Phủ không phải là một nam nhân mà lại chính là nữ tử Tiêu Yến. Để tăng phần kịch tính nên hoàng đế đã để Tiêu Yến được tham gia xem cô nàng sẽ phải xử trí ra sao. Khi hiệu lệnh bắt đầu, các ứng viên đồng loạt xông lên tránh đấu với nhau. Các thủ đoạn chiêu trò được sử dụng nhằm triệt hạ đối thủ không thương tiếc. Kết quả chung cuộc, người chiến thắng cuộc thi xạ liễu chính là Hàn Đức, nhưng vì anh đã lấy được cành liễu trước khi nó rơi xuống đất. Hoàng đế muốn ban thưởng cho hai người xuất sắc nhất nhưng Tiêu Yến lại từ chối do thua mà không phục. Sau khi diện kiến, hoàng đế đã trao kiếm cho Đức Nhượng và sắc phong anh làm hữu thống soái đội lang quân dũng mãnh bốn phương. Sau đó ngài quay sang xử lý Tiêu Yến vì tội khinh quân phạm thượng. Lúc này Mã Lỗ Cỗ, người thi đấu chính thức cho Tiêu Phủ, mới tỉnh dậy và cứ ngỡ mình đã gặp thích khách, hốt hoảng chạy tới cuộc thi làm náo loạn cả thao trường. Hoàng đế bị phá vỡ cuộc vui thì rất tức giận, tra khảo kẻ to gan nào dám làm điều này. Tính trách phạt lên Tề tướng Tiêu Phủ thì nữ tử Tiêu Yến đã đứng lên nhận hết tội về mình. Cô đã đánh ngất Mã Lỗ Cỗ rồi tự ý tham gia cuộc thi. Chỉ là nàng muốn chứng minh bản thân cho cha và hoàng đế thấy rằng nữ nhi vẫn có thể cầm quân đánh trận được. Với lòng quả cảm và sự trung thành vì Đại Liệu đã làm hoàng đế siêu lòng vì nàng quá giống với đại công chúa của hoàng đế. Thế là người tha tội và ban rượu cho tất cả mọi người ở đó vì niềm vui này. Thế nhưng vị hoàng đế này lại mắc hội chứng hoang tưởng nặng vì luôn nghĩ có người muốn ám sát mình và cướp ngôi báu. Căn dặn hoàng đế yểm tát Cát Thái Bình Vương xử lý bất cứ kẻ nào phát hiện có ý đồ làm phản. Thế là ngay sáng hôm sau, hoàng đế đã tới cung của Thái tử Minh Ỷ để chất vấn, nghi ngờ anh có ý đồ tạo phản cướp ngôi báu của ông ta. Nhưng Minh Ỷ yếu ớt, một lòng trung thành không dám làm điều sai trái, luôn khắc ghi công ơn nuôi dưỡng của Gia Luật Cảnh suốt những năm qua. Khi tiên đế bị ám sát để lại Minh Ỷ thơ dại, Gia Luật Cảnh tiếp quản ngôi báu và thề sẽ bảo vệ Minh Ỷ bằng bất cứ giá nào. Ông ta cũng không có con trai nối dõi nên đã nhận Minh Ỷ làm con nuôi, và dù sao đi nữa thì hoàng vị điêu liệu sớm muộn ông cũng sẽ để cho Minh Ỷ. Nhưng thế bất nào hoàng đế lại ban cho Minh Ỷ một thứ thuốc gì đó bắt anh phải uống để thể hiện lòng trung thành. Mặc dù Minh Ỷ người yếu nhiều bệnh nhưng dùng thứ thuốc đó mấy năm qua không hề thấy khá hơn. Trước sự ép buộc và mô kích từ trích một hoàng đệ thì Minh Ỷ đành phải uống. Nhưng cũng may có phụ thân của Hàn Đức Nhượng ở đó đã thay đổi một số vị thuốc nên Minh Ỷ có thể bảo toàn tính mạng. Đức Nhượng ở bên trong nghe được toàn bộ sự việc nhưng xui thay anh suýt bị phát hiện. Cũng may có phụ thân ra tay đánh lạc hướng nên mọi người ở đó không nghi ngờ sự xuất hiện của Đức Nhượng. Sau khi đám người đó rời đi, Đức Nhượng mới dám ra mặt và nói ra nghi ngờ của mình khi bọn chúng đang có ý đồ hại Minh Ỷ. Chàng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cha con Hàn Đức Nhượng và cũng biết âm mưu của bọn chúng muốn triệt hạ chàng, nhưng giờ chưa phải thời cơ chín muồi nên cần phải hành sự hết sức cẩn thận. Chuyển cảnh tới lễ hội khiêu nguyệt của người Khiết Đan. Cuộc sống du mục đã ngấm vào máu của người Khiết Đan qua nhiều thế hệ. Mặc dù họ đã phát triển nông nghiệp và đinh canh định cư nhưng tập quán du mục vẫn được hoàng đế duy trì suốt bốn mùa và rồi dần dần lên một truyền thống lễ hội được gọi là lễ khiêu nguyệt. Tối hôm đó hoàng đế Đại Liêu lại bắt đầu say xỉn rồi hoảng loạn vì lo sợ có kẻ ám sát cướp ngôi. Lão ta còn không gây tay khi sát hại các cung nữ đang hầu hạ mình. Một tỳ nữ tên An Trích may mắn thoát được khỏi cuộc tàn sát đó, chạy ra ngoài thì gặp được Trích Một và được anh an ủi. Cô ả tiện đà nên đã ngỏ ý được trở thành nữ tử ở bên hầu hạ Trích Một. Phía bên này lễ hội khiêu nguyệt đang diễn ra rất vui vẻ. Hỷ Ẩn nhớ về lời cha dặn phải tập trung tiếp cận Tể tướng Bắc phủ Tiêu Tư Ôn nhằm lôi kéo ông ta đứng về phía mình. Dựa vào một điểm yếu đó chính là các nữ tử của Tiêu phủ, vậy nên Hỷ Ẩn đã không ngần ngại mà tiếp cận Tiêu Tiễn để tán tỉnh và kết thân. Thế nhưng Tiêu Tiễn biết thừa mục đích của Hỷ Ẩn nên tỏ ra một thái độ vô cùng cứng rắn, cho Hỷ Ẩn ăn bánh bơ luôn làm anh ta choáng. Nhưng không tán được cô chị thì anh ta liền tối đối tượng sang cô chị hai Tiêu Lý.
Vì đã có tình ý với anh chàng này từ trước nên Tiêu Lý rất nhanh đã cuốn vào câu chuyện của Hỷ Ẩn và mắc luôn quả thính thơm từ anh ta. Và thế là cả hai cùng chung đôi điệu nhảy kết duyên trong đêm hội khiêu nguyệt. Còn đại tỷ Tiêu Tiễn tới gặp Đức Nhượng và hỏi anh ta về lòng trung thành với tiên đế và chủ thượng Minh Ỷ. Nàng giao ra miếng ngọc bội của tiên đế để anh biết Tiêu Phủ đã lựa chọn đứng về bên nào. Tiếp đó Đức Nhượng cùng các huynh đệ đi chơi hội thì gặp lại cô nàng Tiêu Yến. Vì để thua ở kỳ thi xạ liễu nên nàng ta không phục, yêu cầu một cuộc đấu để so tài cao thấp và không ngần ngại Đức Nhượng chốt kèo luôn. Cả hai chọn đấu vật vì đây đều là sở trường. Đức Nhượng thân trai tráng cứ tưởng kèo này ngon ăn, ai dè gặp phải đối thủ đáng gờm. Tiêu Yến đã từng vật thắng người khỏe nhất thảo nguyên nên dễ dàng cân kèo Đức Nhượng. Và rồi cuối hiệp cả hai gồng sức vật nhau đo sàn rồi vô tình lại để môi chạm môi rất chi là khó hiểu. Thôi thì kèo này coi như hòa nên cả hai hẹn tái đấu vào một dịp khác. Trở về lều, Tiêu Yến cứ ngẩn ngơ vì nụ hôn vừa rồi mà ngồi cười một mình. Cô hai Tiêu Lý cũng đã có được tình yêu của mình nên vô cùng vui vẻ. Còn mỗi đại tỷ Tiêu Tiễn là chưa có ý chung nhân do phải cùng cha lo chuyện chính sự. Cô cũng kể cho cha nghe về chuyện Hỷ Ẩn của Lý Hồ gia có ý tiếp cận mình. Nhưng nàng biết người bên đó tiếp cận chỉ vì mục đích xấu tranh quyền đoạt vị nên đã thẳng thừng từ chối. Tề tướng rất xót xa cho con gái nhưng vì đại cuộc nên Tiêu Tiễn chấp nhận và để số phận sẽ quyết định duyên phận của cô. Tiêu Tề tướng rất thương và tự hào khi có một người trưởng nữ như Tiêu Tiễn. Bên này Đức Nhượng mang miếng ngọc bội về cho Thái tử Minh Ỷ khiến chàng rất vui. Vậy là Tiêu thừa tướng đã đồng ý gặp mặt nhưng lần gặp này phải hết sức cẩn thận vì ắt sẽ có kẻ lén hãm hại. Ngay sáng hôm sau, Minh Ỷ và Hàn Thái Y đã phối hợp để đuổi tên thị vệ suốt ngày kè kè bên Minh Ỷ đi. Sau đó anh cải trang thành người hầu của Hàn Đức Nhượng để dễ dàng lẻ ra ngoài. Căn dặn người hầu ở lại tùy cơ ứng biến. Tiếp đó Minh Ỷ được hộ tống tới lều của Tề tướng Tư Ôn để gặp mặt. Nhìn thấy Minh Ỷ, Tề tướng liền xúc động nhận ra hình bóng của tiên đế năm xưa. Tiếp đó cả hai cùng ngồi lại để bàn về mối hiểm họa thù trong giặc ngoài, nêu ra cao kiến để khắc phục mầm mống đại diệt đó. Phía Thái Bình Vương cũng nhận được tin Minh Ỷ đã tự ý ra ngoài và đi về phía của doanh trại của thân tộc hoàng hậu Tiêu Tư Ôn. Lập tức Thái Bình Vương kéo người đến doanh trại để bắt Minh Ỷ về. Tiêu Tiễn ra sức kiếm cớ để câu giờ cho người bên trong. Đức Nhượng nhận được tin liền và thông báo vẫn dẫn Thái tử Minh Ỷ rời đi. Khi Thái Bình Vương vào trong lều của Tề tướng thì chỉ còn mình ông ở đó. Phát hiện ra có hai kẻ lạ mặt đang lên ngựa rời khỏi trại, đám lính của Thái Bình Vương lập tức đuổi theo. Tiêu Yến ở gần đó thấy có biến liền thả đàn ngựa ra chặn đầu đám lính kia lại, tạo cơ hội cho Minh Ỷ ẩn vào trong bụi cỏ ngựa, còn đám lính thì đuổi theo Đức Nhượng. Minh Ỷ cảm tạ sự giúp đỡ của Tiêu Yến và còn được nàng đưa ra khỏi doanh trại. Thái Bình Vương tới nơi không bắt được người thì khá là cay cú. Đức Nhượng một lúc sau quay trở lại đống cỏ tìm thái tử thì được hay tin Tiêu Yến đã giúp người tẩu thoát. Rất cảm kích trước tấm lòng nghĩa hiệp của cô nàng và cả hai cũng thân nhau hơn kể từ đây. Thái Bình Vương thì tức giận tới lều của Minh Ỷ nhưng đám người hậu lại nói anh đang đi dạo. Tính báo tin này cho hoàng đế ra luật cảnh thì đã thấy Minh Ỷ ngồi uống rượu với ông ta ở đây. Do hỏi xem có phải Minh Ỷ đã tới doanh trại của Tư Ôn Tề tướng không thì anh một mực phủ nhận. Hoàng đế nay tâm trạng vui nên không truy xét mà cho Minh Ỷ rời đi. Cũng đôi chút nghi ngờ với lòng trung thành của Minh Ỷ nên căn dặn Thái Bình Vương nếu có gì khác thường thì cứ tận tay xử lý luôn để tránh hậu họa. Sau đó Thái Bình Vương tới gặp Tiêu Tiễn và nói ra tấm lòng chân thành của mình. Thái Bình Vương phủ luôn mở rộng cửa đón chào nàng nên chỉ cần nàng yêu cầu thì Thái Bình Vương sẽ đáp ứng hết mình. Có vẻ như Thái Bình Vương có tình cảm rất sâu đậm với Tiêu Tiễn cô nương đây. Còn về phía cô hai Tiêu Lý hiện giờ đang đăm say bên mối tình chớm nở với chàng Hỷ Ẩn mà đâu biết bản thân chỉ là một quân cơ bị lợi dụng. Về phía cô út Tiêu Yến, nàng cũng đang ở bên Đức Nhượng và tâm sự rất nhiều điều về chính sự của Đại Liêu. Ngồi nghe Tiêu Yến kể về những chuyện thế sự và triều chính khiến Đức Nhượng rất nể phục. Vì phận nữ như nàng lại am hiểu về nhiều điều lớn lao như thế quả thật là rất có tầm nhìn. Anh đã thay đổi cách nhìn về nàng Tiêu Yến này và dặn nàng phải hết sức cẩn thận trong đại cuộc chính sự này. Về phía Thái tử Minh Ỷ, sau khi được Tiêu Yến giúp đỡ thì cứ mãi ấn tượng và nhớ thương. Nhìn kỷ vật mà nàng đánh rơi, anh hứa một ngày nào đó nhất định anh sẽ báo đáp cho nàng công ơn này. Sau đó đoàn tùy tùng cùng các hoàng thân kết thúc kỷ lễ kiêu nguyệt để trở về Thượng Kinh. Đoàn người đang di chuyển thì bất ngờ bị một đám thích khách ám sát. Rất nhiều binh lính cùng người hầu bị hạ gục trước những mũi tên. Cả đoàn hộ tống còn bị rơi vào bẫy mai phục của đám thích khách khiến rất nhiều binh sĩ bảo vệ hoàng đế tử nạn. Đám thích khách tấn công đến xe ngựa của hoàng đế. Minh Ỷ không quản ngại xả thân đỡ một đao cho hoàng đế và bị trọng thương. Thái Bình Vương và Đức Nhượng kịp thời tới hộ giá. Tuy nhiên cỗ xe của hoàng đế bị bẫy phục kích phá hủy buộc cả đoàn phải tháo chạy vào bìa rừng với lượng quân số ít ỏi. Cũng may cả đoàn đã rút được về thành và Thái tử Minh Ỷ mệnh lớn nên đã giữ được tính mạng. Minh Ỷ và Hàn Thái Y nghi ngờ kẻ muốn triệt hạ cả hoàng đế và anh chỉ có thể là cánh quân của Lý Hồ gia. Quả thật chuyện hành thích vừa rồi là chủ đích của Lý Hồ. Vụ việc thất bại khiến ông ta lo lắng sợ sẽ bị phía hoàng đế phát hiện và trả thù. Lập tức sai con trai Hỷ Ẩn tới cầu cứu Ốc Chất Đại Vương vì ông ta có thế lực mạnh lại mang ơn Lý Hồ gia nên ắt sẽ có đường lui cho bọn họ. Phía Thái tử Minh Ỷ sau khi tỉnh lại thì hỏi người hầu về miếng ngọc bội song ngư của anh.
Người hầu cho hay nó đã bị vỡ trong vụ hành thích vừa rồi và cũng may là có miếng ngọc bội đỡ cho thái tử, không thì anh cũng khó mà qua khỏi nhát chém đó. Sau đó Đức Nhượng diện kiến thái tử để bàn về vụ vừa rồi. Tất cả nghi ngờ đổ dồn lên phía bố con Lý Hồ và Hỷ Ẩn, buộc họ phải có biện pháp cứng rắn hơn. Quan trọng không kém đó là phải tìm ý trung nhân cho thái tử để củng cố thế lực. Đề xuất không ai khác chính là ba nữ tử của nhà Tề tướng Tư Ôn. Không chỉ có mình Minh Ỷ muốn kết thân mà ba chi hậu duệ của thái tổ đều đang có mưu đồ, nên tạm thời cứ để từ từ rồi tính. Chuyển cảnh bên này, Hỷ Ẩn cùng cô hai Tiêu Lý đã tới phủ của Ốc Chất Vương diện kiến. Mục đích của Hỷ Ẩn tới là để cầu cứu Ốc Chất Vương giúp đỡ chống đối lại hai chi hoàng tộc kia. Hắn cũng lôi cả Tiêu Lý nhà Tiêu Tề tướng vào câu chuyện để mong Ốc Chất Vương nể tình, nhưng ông là một người khá cứng rắn, đã không màng chuyện thế sự từ lâu nên đuổi khéo Hỷ Ẩn ra về. Hỷ Ẩn đem vẻ mặt buồn bã ra gặp Tiểu Lý để nhận được sự thương cảm của nàng. Thế là thành công lấy được sự đồng cảm, Tiêu Lý cũng hứa sẽ nói mấy lời với cha của mình. Cũng với những lời hứa hẹn một tương lai với vương triều, Tiêu Lý sẽ được làm hoàng hậu, thì nàng đã không ngần ngại mà giúp đỡ Hỷ Ẩn khi trở về Tiêu phủ. Sau đó Hỷ Ẩn trở về phủ nơi cha anh ta đang làm lễ cầu khấn để mong khỏi bệnh, cốt là để che mắt Thái Bình Vương, nhưng không dễ dàng như vậy. Thái Bình Vương thừa hiểu ra luật Lý Hồ chỉ đang diễn kịch giả bệnh bên, không ngần ngại bóc mẽ ông ta. Kết quả là phủ đệ bị nghiêm phong, còn hai cha con Lý Hồ bị nhốt vào đại lao chờ ngày xét xử. Còn bên này hoàng đế Gia Luật Cảnh hiện bệnh tình hoảng tưởng đã cực kỳ trầm trọng và hết thuộc chưa. Ông đã chán ngấy với cảnh làm vua và phải nhọc lòng đối phó chuyện triều chính. Nhân lúc còn tỉnh táo, hoàng đế đã giao lại toàn bộ trọng trách trong tương lai cho Yểm Tát Cát Thái Bình Vương. Ông sẽ thay đại huynh mình lên làm vua để tiếp tục cai trị Đại Liêu. Lúc này ở vùng đất Đại Liệu, giặc Nam đã bắt đầu càn quét đánh chiếm các thành trì lăm le, đe dọa đến bờ cõi của Đại Liệu. Hoàng thượng thì miên man trong cơn say nên chẳng thế giải quyết được chuyện gì. Thấy Tiêu Tề tướng quá lo lắng nên đích thân Thái Bình Vương đã chỉ thị xuất quân đánh giặc thay cho hoàng đế. Thái Bình Vương giao cho Tiêu Tề tướng bảo vệ thành U Châu, còn ông sẽ ở lại Thượng Kinh để điều tra vụ hành thích hoàng đế lần trước. Trở về Tiêu phủ, cô hai Tiêu Lý vì quá lo lắng cho người tình Hỷ Ẩn nên đã lẻn vào thư phòng của cha đánh cắp lệnh bài của Tiêu phủ. Bị Tiêu Yến bắt quả tang nên cô nàng một mực muốn Tiêu Yến giữ bí mật để mình đi cứu Hỷ Ẩn. Đúng là vì tình yêu mà làm con người ta dại khờ quá mà. Tiêu Lý tới phủ của Hỷ Ẩn, nơi đây đang bị lính gác bao vây canh chừng. Sau khi đã lẻ được vào phủ và gặp Hỷ Ẩn, nàng ta liền đưa ra lệnh bài. Thứ này sẽ giúp Hỷ Ẩn an toàn ra khỏi thành nên Hỷ Ẩn vô cùng cảm kích. Đang tranh thủ đá tí lưỡi thì Thái Bình Vương đi tới bắt tại trận đôi tình nhân. Phát hiện ra lệnh bài của Tiêu phủ, Thái Bình Vương vô cùng tức giận sai bắt luôn cả Tiêu Lý. Vì hành động ngu ngốc này của cô đã làm ảnh hưởng với Tiêu Tề tướng, gián tiếp đưa Tiêu gia của cô vào đội đồng đảng với Hỷ Ẩn cấu kết hành thích hoàng đế, tội đáng chém đầu cả họ. Ở Tiêu gia, hai tỷ muội họ Tiêu cũng nhận được thư báo từ Thái Bình Vương. Cô hai Tiêu Lý dại khờ đã gây đại họa lớn cho Tiêu gia, bộ đại tỷ Tiêu Tiễn phải có phương án xử lý kịp thời vì cha bọn họ giờ đang vắng nhà. Vì để điều tra rõ chân tướng sự việc, Thái Bình Vương đã bắt và trao khải Gia Luật Lý Hồ. Ông ta biết đây là cơ hội để kéo những người không liên quan vào nên đã tùy tiện khai man và đổ oan cho Tiêu gia và Hàn gia. Ở Tiêu gia, sau khi các huynh muội tập trung bàn phương sách thì Hàn Đức Nhượng nhận ra lão già Lý Hồ đó chắc hẳn đã vu khống gia đình hai nhà bọn họ. Hắn biết mình sắp chết nên cố gắng kéo càng nhiều người theo càng tốt, quả là một lão cáo giả mưu mô. Tiêu Tề tướng có lẽ lần này có mà tránh khỏi nên cả nhóm phải nghĩ cách làm sao chặn mật thư của Thái Bình Vương không được truyền đến thành U Châu. Tiêu Yến nhận mình sẽ cùng Ô Vân Cái Tuyết lo vụ này nhưng đại tỷ cấm cản ngay. Rất nhanh sau đó, Thái Bình Vương đã cho người mang bức mật thư đó tới U Châu hòng báo tin phản nghịch. Theo sau đoàn lính đó là Tiêu Yến cùng con hắc mã cố đuổi theo để ngăn cản bức thư đó. Ở Tiêu phủ nhận được bức thư căn dặn của Tiêu Yến thì khá lo lắng, nhưng đây là cách nhanh nhất để ngăn chặn nên Đức Nhượng đã cùng lên đường để hỗ trợ bảo vệ Tiêu Yến. Anh cùng hầu cận chia làm hai hướng để đuổi kịp kế hoạch ngăn cản. Tiêu Yến hiện tại đã đuổi kịp đám binh lính tới một dịch quán, cô theo dõi và giả vờ tiếp cận để lấy bức thư. Nhưng mấy tên lính đó rất đề phòng người lạ, không còn cách nào khác, cô nàng nổi lửa đốt luôn cả dịch quán. Nhân lúc đám người hoảng loạn, Tiêu Yến đã lấy cắp bức thư, nhưng bất cẩn cô lại bị ăn một mũi tên khiến bản thân gặp nguy hiểm. Thật may là Đức Nhượng tới kịp lúc bảo vệ cho Tiêu Yến khỏi những lưỡi đao. Sau đó hai người lên ngựa rời khỏi dịch quán đang náo loạn đó mà vẫn chưa lấy được mật hàm. Cả hai tiếp tục lên đường tới U Châu rồi sẽ nghĩ cách tiếp. Do vết thương trở nặng nên phải dừng lại để lấy mũi tên và băng bó cho Tiêu Yến. Tiêu Yến tự trách bản thân vô dụng không thể lấy được mật hàm nhưng Đức Nhượng đã an ủi cô. Hành động của Tiêu Yến là kịp thời và dũng cảm nên anh rất nể phục. Nàng đã làm rất tốt rồi, không có gì có thể chê trách được cả. Bên này đại tỷ Tiêu Tiễn đã đích thân tới Thái Bình Vương phủ để xin ngài giúp đỡ. Niệm tình mà nương tay cho em gái của mình, Thái Bình Vương đã từng hứa sẽ đáp ứng bất cứ điều gì mà Tiêu Tiễn yêu cầu trong khả năng của ông. Nhưng về việc tạo phản thì nhất quyết không được. Tiêu Lý đã quá ngây thơ tin vào tình yêu mù quáng với Hỷ Ẩn nhưng điều đó chỉ càng làm Thái Bình Vương thêm tức giận vì quả thật nó quá hồ đồ. Trước thái độ gay gắt của Thái Bình Vương, Tiêu Tiễn chỉ còn cách sử dụng những giọt nước mắt. Nàng chịu nhận hết mọi trách nhiệm về mình, chỉ mong Thái Bình Vương tha tội cho Tiêu Lý mặc cho đó có là tội phản nghịch và bị chém đầu.
Trước tình cảm tỉ muội chân thành đó, Thái Bình Vương đã động lòng chắc ẩn, ông cũng không muốn phải căng thẳng như vậy. Hơn hết, ngài có tình cảm với Tiêu Tiễn và mong nàng sẽ trở thành nữ tử của mình. Ông cũng đảm bảo chỉ cần là ông còn sống thì nhất định sẽ không để ai làm tổn hại đến người nhà của Thái Bình Vương Phi. Sau đó, Thái Bình Vương dẫn Tiêu Tiễn xuống Thiên Lao để thăm em gái ngốc nghếch của nàng. Tiêu Lý thì vẫn một mực tin vào tình yêu với Hỉ Ẩn mà xin đại tỷ cứu cả hai ra ngoài, bằng không nhỏ sẽ chết ở đây với anh ta. Quá bất lực với sự ngu muội đó nên Tiêu Tiễn mặc kệ nhỏ em ở đó mà bỏ đi. Trước khi ra về, nàng còn trao lại cho Thái Bình Vương kỷ vật mà mẹ nàng để lại, mong ngài sẽ trân trọng nó và giữ đúng lời hứa. Chuyển cảnh, Tiêu Yến và Đức Nhượng đã tới được thành U Châu, nơi đây đã hoang tàn đổ nát do hệ quả của chiến tranh gây ra. Tiêu Tề Tướng và Hàn Thái Y rất vui mừng khi gặp lại đôi con trẻ ở thành này. Bọn họ cũng đã biết về bức mật hàm được gửi tới hoàng đế, nhưng bọn họ vẫn an toàn đứng ở đây chứng tỏ bức mật hàm kia vẫn chưa tới Thượng Kinh nên cần có kế hoạch tiếp theo. Ở thành U Châu này, ta được gặp con gái của Tam Ti sứ Nam Kinh Lý Tiểu Thư, một cô nàng rất xinh đẹp và có lòng mến mộ Đức Nhượng ca ca. Ba người gặp nhau tại phủ Lý, nhìn thấy vết thương ở vai của Tiêu Yến, Lý Tiểu Thư không ngần ngại mà giúp cô băng bó luôn. Tiêu Yến lúc này cũng mới hay Lý Tiểu Thư và Đức Nhượng từ thuở nhỏ đã được cho là thanh mai trúc mã của nhau nên có chút chạnh lòng. Đã thế, khi đang đi tới phòng của Đức Nhượng, Tiêu Yến vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh và Lý Tiểu Thư. Nhắc đến chuyện hôn sự của hai người làm cô nàng càng thêm buồn bã mà bỏ đi luôn. Đức Nhượng và người phụ tá lập tức đuổi theo để tìm tung tích của nàng. Tiêu Yến chạy vào một con hẻm thì vô tình đụng phải Ả Lang Băm, Tiêu Cổ và đám đệ tử. Thấy cô nàng có vẻ hợp lý để dâng lên cho hoàng đế nên Ả Lang Băm đã sai đệ tử bắt Tiêu Yến lại, nhưng cô nàng đâu có để cho bọn chúng dễ dàng như vậy. Đã thế, Tiêu Yến còn lé bám theo Ả Lang Băm đó về tận xào huyệt của bọn chúng, đột nhập vào phòng của mụ ta. Nhân lúc mụ không để ý, cô đã một gậy hạ gục mụ. Tính hạ sát mụ cho bớt hậu họa thì cô nàng chợt nảy ra một ý tưởng hay hơn. Cô lấy trang phục của mụ Lang Băm rồi đóng giả thành mụ ta, kết hợp với tài giả giọng đã thành công lừa được đám đệ tử ở đó. Khi đang đi trên phố nhỏ, bắt gặp Đức Nhượng lo lắng hớt hải đi tìm mình, Tiêu Yến đã sai người đưa cho Đức Nhượng đôi bông tai của mình nhằm tạo ám hiệu cho anh tới địa điểm chỉ định. Tiêu Tề Tướng cũng nhận được tin cấp báo rằng Tiêu Yến đã đóng giả thành Tiểu Cổ Lang Băm để lẻn vào thành hòng đánh cắp mật hàm. Trong cung, Tiêu Yến đã thành công đột nhập, cô còn lấy lý do lo lắng cho hoàng để rồi đuổi hết đám tay sai đi nhằm tạo cơ hội trở mình. Nhân lúc hoàng đế đang ngủ say, Tiểu Yến lẻn vào phòng để tìm bức mật hàm. Vừa lấy được bức thư thì hoàng đế chợt tính giác gào thét như một kẻ điên, khiến Tiêu Yến đánh rơi bức thư, bỏ lỡ mất cơ hội lấy bức mật hàm đó ra khỏi cung. Ở quốc ý phủ lúc này, Ả Tiêu Cổ cũng tỉnh lại và lao ra ngoài cầu cứu. Được đám đệ tử phát hiện và ngỡ tưởng bà đã vào cung hầu hạ hoàng đế rồi, nhận ra tiểu nữ kia đã mạo danh mình nên bà ta lập tức vào cung để vạch mặt nhỏ đó. Còn trong cùng, Tiêu Yến đã luồn đi và gặp lại Đức Nhượng. Đám đệ tử theo sau cũng may là không phát hiện ra hai người, để khỏi vướng chân nên cô nàng nghĩ ra một đống lý do để đuổi bọn chúng đi. Bên này phòng của hoàng đế, hai vị tề tướng đã diện kiến nhằm câu giờ không để ngài đọc được bức mật hàm đó. Thấy hai vị chủ tướng hôm nay rất khác thường nên hoàng đế nhất định phải đọc bức thư đó. Trong thư, Thái Bình Vương có nhắc về phản nghịch và muốn hai vị chủ tướng xử trí. Ngỡ tưởng bản thân đã bị tố cáo vu oan nhưng thật may Thái Bình Vương là một người biết nhìn nhận đúng sai. Bức thư chỉ tố cáo ra luật Lý Hồ có ý đồ phản nghịch với hoàng đế, đã thu được đầy đủ bằng chứng chờ ngày xử tội. Đúng lúc này, Tiêu Yến đóng giả làm Lang Băm Tiểu Cổ vào diện kiến hoàng đế. Ông ta trách Lang Băm cho dùng thuốc gì mà mãi không có tác dụng. Đã thế, được đã, Tiêu Yến còn của trách hoàng đế giết người vô số tội nên âm hồn bủa vây sớm rồi cũng quy tiên. Nghe xong những lời nói đó, hoàng đế như tăng xông điên tiết rút kiếm tính xử luôn cái mỏ hỗn đó. Cũng may hai vị tề tướng ngăn cản kịp thời. Còn Tiêu Yến được Đức Nhượng đưa ra ngoài thành công, giờ mọi tội trạng đổ hết lên đầu Ả Lang Băm Tiêu Cố nên đã ra chỉ thị chém đầu Ả ta vì tội phạm thượng. Đúng lúc này, Ả Tiêu Cổ thật mò đến cung nên Đức Nhượng đã nghĩ ra một kế sách. Anh giấu Tiêu Yến đi rồi lấy trang phục cô đang mặc, sau đó xong tới lén tấn công Tiêu Cổ và đám đệ tử. Mặc lại trang phục cho Ả ta rồi sai binh lính bắt giữ, thành công bảo vệ Tiêu Yến và triệt hạ được Ả Lang Băm Tiêu Cổ, vậy là kế hoạch thành công trọn vẹn. Sau đó Đức Nhượng trở về căn phòng gặp lại Tiêu Yến, trách cô to gan dám làm chuyện này một mình, cũng may có anh ra tay kịp thời. Cũng nói rõ với nàng rằng anh và Lý Tiểu Thư kia không có tình cảm gì cả, chỉ là hai bên gia đình hứa hẹn chuyện hôn ước mà thôi. Nghe cũng vui nên cả hai làm lành rồi mau chóng rời khỏi khu vực đó. Cả hai cùng dắt tay nhau đi tới Yên Vân Đài, đây là một nơi linh thiêng để bách tính bảo vệ khu vực phía nam bờ cõi. Đây là một nơi hết sức quan trọng nên Tiêu Yến muốn cùng Đức Nhượng bảo vệ kinh thành này cho bách tính được muôn đời bình an. Ở đây cả hai cũng đã nói ra tình cảm của mình với đối phương rồi cùng ngắm nhìn khung cảnh thành U Châu. Ở phía hoàng đế, vì sự tình vừa rồi nên ông đã biết ai mới là trung quân của mình. Với những gì mà Hàn Thái Y đã làm thì hoàng đế cảm kích và sắc phong ông làm Yên Vương. Từ nay chỉ có mình ông là người hoàng đế tin tưởng. Trở về thư phòng, Yên Vương cùng con trai Đức Nhượng rất thắc mắc về bức mật hàm của Thái Bình Vương. Không biết ông ta đang có âm mưu gì, nhân tiện Đức Nhượng đã ngỏ lời với phụ thân cho mình được cưới Tiêu Yến sau khi hoàn thành đại nghiệp.
nhưng phụ thân anh lại phản đối điều này. Thắng trận trở về Thượng Kinh Hoàng Đế tiếp tục xử lý vụ phản nghịch mưu sát mình. Tất cả những kẻ có liên quan đều đã bị Thái Bình Vương bắt nhốt và chờ xử lý. Hoàng đế lúc này đã không còn tình người, sai hoàng đệ của mình chịu trách nhiệm xử lý hết những kẻ phản nghịch đó, mặc cho đó có là phụ nữ và trẻ em dòng dõi nhà họ cũng không được nhân từ. Biết tin hoàng đế bắt xử hết những người làm phản, Lý Hồ chỉ kịp căn dặn con trai ở lại sống cho tốt. Nhờ cậy Tiêu Lý nói với Tiêu Tể tướng một câu đã giữ mạng cho con trai Hỉ Ẩn của mình. Sau đó đích thân Thái Bình Vương đã tới để tiễn hoàng thúc Lý Hồ của mình về phía bên kia miền Cực Lạc. Lý Hồ được ban cho rượu độc để ông ta ra đi một cách thanh thản. Hỉ Ẩn thì chỉ bất lực ở bên gào khóc nhìn phụ thân mình ra đi trong đau đớn. Hỉ Ẩn đau khổ gào khóc bên xác của phụ thân. Hân đời vô đối và hứa sẽ hoàn thành di nguyện của phụ thân để lại. Trở về phủ, việc Thái Bình Vương tha tội cho Hỉ Ẩn đã nằm trong tính toán của ông ta, không lo hắn là mối hậu hoa sau này vì đã không còn ai để chống lưng. Thái Bình Vương cũng muốn Hỉ Ẩn cầu thân với cô hai Tiêu gia Tiêu Lý. Có như vậy, hôn sự của ông ta và cô cả Tiêu Tiễn ắt lúc đó Tể tướng sẽ khó mà từ chối được. Một mũi tên trúng hai đích đến từ vị trí của Thái Bình Vương. Sau đó hai tỷ muội Tiêu Yến tới đón cô hai Tiêu Lý về phủ, nhỏ đó vẫn cứng đầu tin vào tình yêu với Hỉ Ẩn và muốn được ở bên anh ta. Nhưng đại tỷ đã dằn mặt tên đó rồi lôi muội muội dại khờ của mình về. Trở về Tiêu phủ, Tể tướng trách tội Tiêu Lý đã quá hồ đồ, nhưng cô nàng vẫn cứng đầu nói bản thân không hề hối hận với những gì mình đã làm, nhỏ vẫn ngoan cố xin được gả cho Hỉ Ẩn. Mặc cho anh ta đã mắc tội phản nghịch, đến lúc này Tiêu Tể tướng cũng bó tay với cô con gái của mình nên bắt cô về phòng ăn năn hối lỗi. Ông cũng dặn dò Tiêu Yến rằng tương lai hôn sự của các nàng chỉ có thể gả cho hoàng thân hậu duệ của Thái Tổ. Chỉ khi hai tỷ tỷ của Tiêu Yến được gả cho hoàng tộc thì Tiêu Yến mới có thể lựa chọn theo người mình thích. Chuyển cảnh, nữ Lý một cận vệ hoàng tộc diện kiến hoàng đế để tâm sự. Bị hoàng đế dọa xử đẹp nên ông ta đã nói ra nghi ngờ của mình trong chuyện Thái Bình Vương lén che giấu tội danh cho Hỉ Ẩn và cô con gái thứ hai nhà Tiêu Tể tướng. Cũng bởi Thái Bình Vương đã nhắm trúng cô con gái cả nên muốn giúp đỡ Tiêu gia, thấy hoàng đệ của mình được nước làm càn nên hoàng đế đã ban phạt 20 trượng. Tước chức cận vệ quân chỉ huy sứ và ban nó cho Thái tử Minh Ỉ vì đã có công cống hiến. Sau khi nhận thánh chỉ đó của hoàng đế, Thái tử Minh Ỉ rất vui vì anh đã được xuất thành. Đây có thể là bước chuyển mình cho thái tử, nhưng Đức Nhượng không cho là vậy. Anh khuyên thái tử nên từ chối vì đây có thể là một cách để hoàng đế thăm dò anh. Nếu đã tín nhiệm thì có từ chối bao nhiêu thì ngài vẫn sẽ mời trở lại. Nhận ra Đức Nhượng nói đúng nên Minh Ỉ đã hết sức nghe theo. Bên này phủ Thái Bình Vương, sau khi ăn 20 trượng thì mạnh như ông cũng phải nằm liệt giường. Khi nghe tin nữ tử Tiêu Tiễn qua thăm, Thái Bình Vương lập tức hô các gia nhân đón tiếp nàng cho cẩn thận. Đã thế còn giả vờ diễn cảnh bôi thuốc để Tiêu Tiễn xót thương, đúng là một thanh niên cơ hội mà. Biết là nàng Tiêu Tiễn đây có tình cảm với mình nên mới xót thương mà tới thăm, Thái Bình Vương rất vui và cam chịu 20 trượng đó vì nàng ta. Ông cũng tặng cho Tiểu Tiễn đôi bông tai ngọc trai để thể hiện thành ý của mình, nhưng nàng thì vẫn từ chối để thử thách Thái Bình Vương. Trở về phủ, Tiêu Tiễn cứ mãi nghĩ về Thái Bình Vương. Có lẽ nào nàng đã có tình cảm với Thái Bình Vương rồi chăng? Về phía Hỉ Ẩn, do bản thân đã thất thế nên một lần nữa hắn tìm tới sự Ốc Chất Vương đã cầu cứu. Vì trước đó mang ơn gia luật Lý Hồ nên Ốc Chất Vương đã đồng ý ra tay giúp đỡ Hỉ Ẩn để hoàn thành di nguyện của cha. Ngày hôm sau, Ốc Chất Đại Vương đã tới Tiêu phủ để đại diện cầu thân cho Hỉ Ẩn với nhị tiểu thư Tiêu Lý. Vì nể mặt Ốc Chất Vương nên Tiêu Tể tướng từ phản đối giờ xoay sang sẽ suy nghĩ thêm về cuộc hôn nhân này. Chuyển cảnh tới buổi hẹn hò của Thái Bình Vương và Tiêu Tiễn. Cả hai tuy còn ngại ngùng vẻ ngoài nhưng bên trong ắt hẳn đã có câu trả lời cho đối phương về chuyện tình cảm. Thái Bình Vương còn khẳng định nhất định sẽ phải lấy được Tiêu Tiễn làm nữ tử của mình. Vậy là khi trở về, Tiêu Tiễn đã quyết định đeo chiếc bông tai chân châu mà Thái Bình Vương tặng để khẳng định tình cảm với ngài. Sau đó Thái Bình Vương đang định đi san nhạn làm xính lễ thì hoàng đến tới. Ông không trách hoàng đệ của mình mà còn ủng hộ hôn lễ này vì cả hai bên rất xứng đôi vừa lứa. 20 trượng kia là để giúp Thái Bình Vương có được nữ tử, cũng là để nhắc ông không được bất cẩn trong bất kỳ chuyện gì sau này. Còn về Hỉ Ẩn, Thái Bình Vương không xử hắn cốt là để khẳng định vị thế của chi nhà họ với các tộc chi khác, tránh bị đưa vào thế lạc quẻ sau này. Cũng từ đây hai huynh đệ Thái Bình Vương và hoàng đế lại thân thiết với nhau hơn. Sau khi đã săn được chim lớn, Thái Bình Vương đem sinh lễ tới Tiêu phủ để hỏi cưới nữ tử nhà Tể tướng Tư Ôn. Hai bên đã ngồi lại nói chuyện với nhau vô cùng căng thẳng khi Thái Bình Vương muốn liên hôn để giữ gìn mối giao hảo đôi bên. Trong khi Tể tướng thì vẫn nghi ngờ ông có âm mưu gì khác. Được biết hoàng đế cũng rất mừng và đồng ý cho hai bên liên hôn nên Tiêu Tể tướng sẽ xem xét lại việc này. Sau khi hỏi ý khiến con gái lớn Tiêu Tiễn, nàng đã chấp nhận hôn sự này vừa để giúp gia tộc vững mạnh, cũng là để bản thân có thể xoay chuyển cục diện vì ngay từ đầu cô biết đây đã là định mệnh mà bản thân phải theo. Và thế là hôn sự của đại tiểu thư và nhi tiểu thư của Tiêu phủ đã được định đoạt từ đây, chỉ chờ đến ngày cả hai cùng xuất giá. Hai mối liên hôn để củng cố vị thế và quyền lực, điều này khiến Thái tử Minh Ỉ rất lo lắng vì nghĩ Tiêu Tể tướng sẽ bị lung lay tư tưởng. Nhưng Đức Nhượng an ủi và dặn Thái tử hãy cứ yên tâm về điều này. Để cho Thái tử yên tâm hơn thì Đức Nhượng đã sắp xếp một buổi gặp mặt cho anh và Tiêu Tể tướng. Trong khi đó anh tranh thủ thời gian hẹn hò với Tiêu Yến ở bên ngoài, bên trong Thái tử đã có một cuộc tâm sự với Tể tướng.
nói ra nỗi lòng của mình để Tề Tưởng hiểu và mong ông giữ vững lập trường vì đại cuộc thái bình thiên hạ. Đêm trước khi xuất giá, Tề tướng đã tâm sự với đại nữ tử của mình, cảm kích vì sự hy sinh của con gái với gia đình và gia tộc. Tiêu Tiễn cam chịu với số phận đó chỉ cần mọi người trong gia đình bình yên. Tiêu Yến ở một bên nghe được câu chuyện thì khá sốc khi biết vì cứu nhị tỷ mà trước đó đại tỷ đã đồng ý hôn sự với Thái Bình Vương. Tiêu Yến tức giận tới phòng của nhị tỷ trách mắng tỷ là đồ ích kỷ, chỉ biết quan tâm hạnh phúc của mình mà để người khác phải chịu khổ. Hai tỷ muội họ từ thân thiết mà cũng giận hờn nhau từ đây. Nhưng tình tỷ muội nhà họ Tiêu thì mãi vẫn gắn kết đong đầy, nên đêm đó Tiêu Yến đã tìm tới để làm lành với nhị tỷ, cũng trách mà cũng thương tỷ tỷ của mình nhiều hơn. Chỉ mong sao tỷ tỷ ngày lấy chồng vẫn có người quan tâm và tỷ cảm thấy hạnh phúc là Tiêu Yến cũng mãn nguyện rồi. Khi đại tỷ tới thăm thì hai cô nàng đã ngủ say từ bao giờ. Nhìn thấy hai đứa em thơ, đại tỷ mỉm cười rồi lên giường chung giấc cùng hai nàng. Có lẽ đây sẽ là đêm cuối cùng ba tỷ muội họ được ở bên nhau. Ngày hôm sau, hai nữ tử nhà họ Tiêu đã diện lên mình bộ tân nương đỏ thắm để chuẩn bị làm lễ thành hôn. Phái đoàn hai bên của Thái Bình Vương và Hỷ Ẩn đều có mặt cùng lúc. Thế nhưng vì phép tắc nên Hỷ Ẩn mời tỷ phu của mình đi trước. Trước khi hai bên đón dâu, Tiêu Tề tướng đã căn dặn hai ông còn rể cùng hai cô con gái rất nhiều điều và mong hai đôi sẽ hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long. Khi hai phái đoàn đưa dâu ra đến cửa và phát quà cho mọi người dân thì bọn họ chỉ súng vào lấy đồ bên phía Thái Bình Vương. Còn phía phản nghịch như Hỷ Ẩn thì không ai thèm đến xỉa. Cũng may có sư huynh Đạt Lẫm ra mặt nhận cho Hỷ Ẩn để hắn đỡ mất mặt với mọi người. Sau đó hai phái đoàn đi về hai hướng ngược nhau, hai cô dâu thì hai hàng nước mắt chảy dài. Có lẽ sẽ phải rất lâu sau này ba nữ tử nhà họ Tiêu mới được tái ngộ. Tối đó yến tiệc ở Thái Bình Vương phủ được tổ chức hết sức linh đình. Cùng với đó là những lời chúc phúc đến từ mọi người. Trái ngược với bên đó là phủ của Hỷ Ẩn, không một bóng khách, cũng không có một câu chúc nào cho hắn cả. Đúng là một bên thì người ăn chẳng hết, còn một bên thì kẻ lần chẳng ra. Đêm động phòng hôm đó, Thái Bình Vương rất vui khi đã có được thê tử mà người mong muốn, nhưng Tiêu Tiễn thì vẫn còn ngại điều gì đó với Thái Bình Vương. Bằng sự chân thành, ông đã nói ra những lời từ đáy lòng để nàng hiểu tấm chân tình của mình. Sau có họ cũng bước vào nghi lễ động phòng hoa chúc. Bên này Hỷ Ẩn và Tiêu Lý đã có một đám cưới buồn khi không một bóng khách nào tới tham dự. Nhưng cả hai đã hạ quyết tâm sẽ sớm giành lại những gì đã mất. Trở về Tiêu phủ, lúc này chỉ còn mỗi Tiêu Yến tủi thân. Tâm sự với Đức Nhượng, nàng xót thương cho số phận hai người tỷ tỷ. Quyền lực mạnh mẽ như cha mà cũng có khi bị người khác đem ra xâu xé. Tiêu Yến muốn làm một cái gì đó lớn lao để thay đổi cục diện thế sự. Thấy nàng có vẻ buồn nên Đức Nhượng hứa sẽ dẫn nàng đi chơi để cho khuây khỏa đầu óc. Sáng hôm sau, Tiêu Yến đã cũng người hầu ra ngoài để săn bắn, Thái tử Minh ỉ chờ sẵn ở ngoài để bám theo sau. Khi cả hai gặp nhau thì liền nhớ ra kỷ niệm hôm đó ở trên Thảo Nguyên. Thái tử rất cảm kích ơn cứu giúp của Tiêu Yên và cô cũng rất vui khi biết anh là thái tử của Hoàng đế Thế Tông. Mặt khác, trong hoàng cung, hoàng tử Trích Một đã tìm tới Tiêu Tề Tưởng để hỏi dò về cô con gái út nhà ông. Anh ta muốn mai mối cho huynh trưởng Minh ỉ của mình nhưng Tề tướng đã từ chối khéo với lý do cô út còn quá nhỏ tuổi. Nhỏ nha hoàn An Trích ở nấp ở một bên đã nghe được hết cuộc nói chuyện. Chuyển cảnh, hôm sau hoàng đế tổ chức một buổi yến tiệc mừng cho Thái Bình Vương và tân nương tử Tiêu Tiễn. Không khí đang rất vui vẻ cho đến khi Tam đệ Địch Liệt nói về chuyện ngôi báu và muốn hoàng để đôn con trai Oa Ca của mình lên. Thế là ông tức giận cho hai bố con Địch Liệt ra chiến trường ở Nam Kinh luôn để trải nghiệm cho nó thực tế. Cùng lúc đó, vợ chồng Hỷ Ẩn cũng tới diện kiến hoàng đế nhưng lại bị ông từ chối tiếp. Thái Bình Vương muốn cho cả hai vào nhập tiệc nhưng hoàng đế từ chối. Bữa tiệc gia đình không muốn bị chúng phá vỡ nên ông sai người đuổi vợ chồng Hỷ Ẩn về. Phía bên này, Thảo Nguyên, Đức Nhượng đang dẫn Tiêu Yến đi chơi một chuyến cho khuây khỏa. Đang nắm tay vui vẻ thì gặp phải đám thanh niên hoàng tộc tới sinh sự. Chê cười Hàn gia là hạng thấp kém tuổi gì mà so với hoàng tộc đích tôn, tên cầm đầu nói nhiều quá nên Đức Nhượng đã ra vài đường quyền cho tên đó biết thế nào là lễ hội. Sau đó anh bị cả đám xông lên đánh hội đồng. Lúc này thì Đức Nhượng chịu cứng nhưng may có người có hoàng tộc đi tuần ở đó đến giải vây cuộc ẩu đả, cả hai trở về nhà với những vết thương trên mặt. Tiêu Yến ân cần bôi thuốc cho Đức Nhượng, cũng muốn hỏi anh bao giờ sẽ xin hôn với mình nhưng Đức Nhượng lại lảng đi vì không muốn liên lụy đến gia đình nàng. Cũng rất khó xử cho vị thế của hai bên gia đình. Khi DUC Nhượng đang ngồi tương tư nghĩ về câu chuyện kết hôn với Tiêu Yến thì Lý Tiểu Thư đã tới chào hỏi. Cô tới Thượng Kinh chính là để tìm Đức Nhượng. Ở bên này, quán rượu Thái tử Minh ỉ đã kết nạp được thêm một vị quan trung thành với tiên đế tên Cao Huân, củng cố thêm một phần thế lực để chiến đấu tranh đoạt ngai vàng. Sau đó Minh ỉ trở lại bàn tiệc với Tiêu Yến, hẹn cô ngày 15 tháng sau sẽ gặp lại nhau để tiếp tục hàn huyên tâm sự. Chuyển cảnh, Đức Nhượng đã đích thân tới gặp phụ thân để xin ông làm chủ cho mình xin cưới Tiêu Yến. Lần này anh đã quyết tâm vượt qua mọi thứ để đưa ra quyết định này. Thấy được sự quyết tâm từ người con trai của mình nên Hàn đại nhân đã mủi lòng đồng ý, hứa sẽ tới nới tư ôn Tề tướng về chuyện hôn sự của hai đứa. Một thời gian sau đó, vùng đất phía Nam lại bị Vui Nam triều Triệu Khuông giận xâm lược, buộc Thượng Kinh phải phái viện binh tới gấp nếu không sẽ có biến cố lớn. Đây là vấn đề của Lưu Hán nên đám quan đại Liêu xì xào không muốn giúp, kết quả là mỗi ông bị ăn 80 gậy vì tội hèn nhát.
Tuy Lưu Hán vô dụng nhưng nhiều năm nay vẫn tận tâm phục vụ Đại Liêu nên giúp đánh đuổi quân xâm lăng là điều nên làm. Chuyển cảnh ở Tiêu phủ, hôm đó có hai bên đến hỏi cưới Tiêu Yến, đó là Hàn gia và gia đình hoàng tộc Hồ Cổ, hai bên tranh giành quyết liệt để có được nàng dâu Tiêu Yến. Việc này là đang làm khó Tiêu Tể tướng nên ông đã cho cô con út được tùy ý quyết định, và chẳng cần phải bàn thì cô nàng chọn luôn Hàn Đức Nhượng làm phu quân chứ đâu thể chọn tên đầu khất kia được. Bố con Hồ Cổ đại nhận chỉ đành tức giận mà cáo từ ra về. Chuyển cảnh tới phòn của Thái tử Minh Ỉ, được cấp báo về Tiền Phương đã thua trận và Lưu Hán sắp bị tận diệt. Trong khi đó thì hoàng đế suốt ngày say xỉn, lại còn chém giết vô cớ các đại thần có công với đất nước, một điều không thể chấp nhận nổi, nhưng Minh Ỉ thì bất lực chẳng thể làm được gì. Trích Một Thái tử thì liên tục đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ các tông thất, xin Tiêu thừa tướng giúp Tiền Phương viện trợ binh lực để đánh giặc nhưng cũng đành bất lực. Việc này trước giờ do Thái Bình Vương điều phó nên ông cũng chẳng dám can dự. Vì biết Trích Một liên hệ các tông thất nhăm nhe tại phản nên Thái Bình Vương đã tới dì tai hoàng đế để ông ta khử luôn Trích Một Thái tử. Thế là ngay sau đó đám lính của hoàng đế đã tới bắt Trích Một vì tội tư thông với cung nữ của hoàng đế và tội tạo phản. Cả hai bị lôi lên diện kiến hoàng đế và bị tra khảo tội danh. Có vẻ lần này Thái tử Trích Một lành ít dữ nhiều. Biết tin, Minh Ỉ liền thới cầu xin hoàng thúc Thái Bình Vương để giúp một tay, nói đỡ với hoàng đế tha tội cho Trích Một. Sau đó cả hai kịp thời tới trước khi Trích Một bị hoàng đế xử trảm, ra sức cầu xin hoàng đế ra luật cảnh tha cho sự dại dột ấy nhưng ông ta nhất quyết muốn trảm. Nhưng may có Thái Bình Vương xin cho tha mạng và đổi sang dùng cung hình để trừng phạt nên hoàng đế cũng xuôi lòng. Sau khi dùng hình xong, Trích Một cũng không còn ra hình người và tiếp tục bị lão hoàng đế thưởng cho 100 trượng. Thái Bình Vương đã xin cho tiếp lần này vì nếu ăn thêm 100 gậy nữa chắc anh sớm mà về với tổ tiên mất. Minh Ỉ thấy hoàng huynh của mình ăn đòn thừa sống thiếu chết như vậy cũng lên nỗi phẫn uất mà thổ huyết tăng sông. Tối đó dù thân mang trọng bệnh nhưng Minh Ỉ vẫn tới tẩm cung để chăm sóc cho hoàng huynh Trích Một. Thế nhưng vì bất mãn nên Trích Một quyết không uống thuốc để trị bệnh. Mắt phải của anh cũng đã bị chọc mù nên chẳng tha thiết gì nữa. Minh Ỉ thái tử lo rằng hai hoàng huynh của mình đã gặp đại họa, e rằng người tiếp theo bị nhắm tới rất có thể chính là chàng. Vì biết đây là một cái bẫy nên Minh Ỉ sai người dẫn cung nữ kia lên để tra khảo. Nghi ngờ có người đứng đằng sau giật dây để nhỏ đó quyến rũ Trích Một rồi tạo ra đại tội này, Minh Ỉ đe dọa nhỏ để nhỏ đó tới phục vụ Trích Một. Có lẽ chắc bây giờ có mỗi cung nữ An Trích đó có thể làm lung lay ý chí của Trích Một. Quả nhiên bằng những giọt nước mắt chân thành của mình, An Trích đã khiến thái tử Trích Một hồi tâm chuyển ý, uống thuốc để cơ thể mau hồi phục vết thương bệnh cũng như vết thương lòng. Nhiều ngày sau, Minh Ỉ tới thăm bệnh hoàng huynh, Trích Một đã dần hồi phục các vết thương, anh rất cảm kích tấm lòng chân thành của cung nữ An Trích đã giúp mình thời gian này. Trích Một cũng xin thái tử Minh Ỉ có thể giúp mình cho anh và nàng ấy có một danh phận như những gì đã hứa trước đó. Thế là sau đó An Trích cũng được phong lên làm quý phi của thái tử Trích Một. Trước khi nhận được danh xưng đó, An Trích đã tới gặp Thái Bình Vương và được ông ta căn dặn rất nhiều điều khi ở bên thái tử Trích Một. Về phía công chúa nhỏ em út của Minh Ỉ cũng được Thái Bình Vương sắp xếp hôn sự cho một quý tộc nọ nhằm củng cố thêm quyền lực và người ủng hộ về phía mình. Rất nhanh sau đó đám cưới hoàng tộc được tổ chức cho hai cặp tân lang tân nương, một là công chúa nhỏ và Sở Lý. Con cặp kia là thái tử Trích Một và cung nữ An Trích. Tuy nhiên không khí đang vui vẻ thì Minh Ỉ phát bệnh mà ngất đi. Về vấn đề này mọi người nghĩ Minh Ỉ nên xung hỉ để có thể thay đổi tình trạng bệnh tật. Nhưng anh thì không muốn như vậy bởi bản thân ốm yếu không biết khi nào hẹo nên không muốn làm khổ con gái nhà người ta. Một chuyện vui đến từ phía Hỉ Ẩn rằng nương tử của anh Tiêu Lý đã có thai được 2 tháng. Niềm vui từ rất lâu mà phủ của Hỉ Ẩn không có. Nhưng vì an toàn cho của mẹ con Tiêu Lý nên Hỉ Ẩn muốn giữ bí mật chuyện này, tránh để chuyện tranh quyền đoạt vị làm ảnh hưởng đến mẹ con Tiêu Lý. Tiểu Lý cũng chia sẻ niềm vui này tới muội muội của mình, nàng cũng yêu cầu Tiêu Yến giữ bí mật giúp chuyện nàng đang mang thai, kể cả với đại tỷ Tiêu Tiễn, vì nghi ngờ Thái Bình Vương và hoàng đế sẽ không dễ gì để yên nếu họ biết chuyện này. Chuyển cảnh hôm đó, Minh Ỉ đã tới tận Tiêu phủ để gặp Tề tướng Tư Ôn, anh đã nói thẳng chuyện tình cảm của mình dành cho tiểu nữ Tiêu Yến nhà Tề tướng, mong muốn tương lai cho nàng ta được hạnh phúc nên mong Tề tướng suy nghĩ lựa chọn mình. Hôm đó hoàng đế cùng đám hầu cận có một chuyến đi săn ở thảo nguyên, thế nhưng nhìn khắp xung quanh không thấy bóng dáng con thú nào nên ông ta rất tức giận. Thế là tên hôn quân này đã dương cung bắn hạ tất cả đám công công đi theo hầu mình rồi cười lớn như một con ác quỷ. Không cam chịu để tên hôn quân này lộng hành nên đêm đó các thị vệ và người hầu của hoàng đế đã họp lại để lên kế hoạch ám sát, diệt trừ mối hiểm họa này để không còn nhiều người phải chết oan trước sự hung bạo của hắn nữa. Lợi dụng lúc hoàng đế đang ngủ, đám thị vệ mang rượu vào cho hắn cùng với đó là dao và kiếm để toan ám sát. Thế nhưng kế hoạch bị bại lộ nên cả lũ cùng xông tới tấn công hoàng đế. Lão ta vẫn quá khỏe để có thể bị hạ sát và lính canh cũng có mặt kịp thời để đàn áp cuộc nổi dậy đó. Tuy nhiên một điều mà lão hoàng đế không ngờ rằng một thị vệ trong đội hộ giá đó đã lén đâm lão, kết liễu lão bằng hai nhát chí mạng, đổi lại tên đó cũng bị xử ngay tại chỗ. Nhưng tên đó vẫn rất vui vì cuối cùng cũng hạ được tên hôn quân cho bách tính. Ngay sau vụ thảm sát đó, những người cầm cân nảy mực của Đại Liêu đã có mặt để bàn phương sách giữ kín chuyện này, không để vết xe đổ như sự việc ở núi Tường Cổ lặp lại, tránh một cuộc tranh ngôi đoạt vị không đáng có lại xảy ra.
Tề tướng yêu cầu phong tỏa thành không cho tin tức được lọt ra ngoài. Tung tin giả rằng hoàng đế gặp thích khách nên đã bị trọng thương. Kế hoạch sau đó như thế nào rồi sẽ tính tiếp. Thái tử Minh Ỉ khi nhận được tin hoàng đế đã quy tiên thì rất vui mừng, xem ra vận may của anh đã tới. Nhưng để xuất thành thì cả hai cần có lệnh bài mới mà Thái Bình Vương cấp. Thế là Đức Nhượng tìm tới Tiêu Yến để nhờ sự giúp đỡ, vì cô có thể ra vào phủ Thái Bình Vương một cách dễ dàng nên có thể đánh cắp lệnh bài. Tiêu Yến tới phủ Thái Bình Vương gặp đại tỷ để giả vờ xin mượn một vài cuốn sách. Nhân lúc thư phòng hỗn loạn, nàng ta đã lén lấy đi chiếc kim bài xuất quan của phủ Thái Bình Vương. Sau khi đã thành công ra khỏi phủ, Tiêu Yến giao nó lại cho Đức Nhượng đang chờ sẵn ở đó. Tiếp theo, Đức Nhượng cùng Thái tử Minh Ỉ đóng giả làm binh linh và thành công xuất thành. Cả hai tới hội quân cùng đoàn tùy tùng đã chờ sẵn ở chân núi Hắc Sơn để thực hiện kế hoạch. Bên phái phủ của Hỉ Ẩn nhận được cấp báo hôn quân đã hẹo thì vô cùng vui mừng. Tuy lính của Thái Bình Vương luôn túc trực canh chừng bên ngoài nhưng anh không ngại, lập tức cho tập hợp các tử sĩ để đánh thẳng ra ngoài nhằm đoạt lấy ngôi báu. Cả đoàn tử sĩ đồng loạt xông lên hướng về phía cổng thành, đã có nhiều binh sĩ phải bỏ mạng. Thế nhưng vừa tới cổng thành đã bị lính của Thái Bình Vương bao vây. Thái Bình Vương nhận được cấp báo Hắc Sơn có biến thì nhận ra đã có kẻ làm loạn, hoàng đế chắc hẳn đã có chuyện chẳng lành nên lập tức xuất quân. Đầu tiên ông ta cho vây hãm đoàn tử sĩ của Hỉ Ẩn và đàn áp không nương tay. Tiếp đó Thái Bình Vương đuổi tới Hắc Sơn vì biết Thái tử Minh Ỉ đang lập kế ở đây. Hai đoàn người ngựa đuổi nhau trong trời tuyết rơi lạnh giá, tất cả đều hướng tới một mục đích tranh giành ngôi báu của Đại Liêu. Đoàn của Thái tử Minh Ỉ di chuyển trước nên đã tới Hắc Sơn và hội ngộ cùng binh lực của tướng Cao Huân, người đã được Minh Ỉ chiêu mộ từ trước đó. Đoàn của Thái Bình Vương tới sau thì thấy cả doanh trại một màu tang tóc nên nhận ra hoàng đế đã băng hà, không chịu nổi đả kích tất cả cùng xông lên tàn sát tất cả. Bên trong cung điện các đại quan cũng được tập hợp để nhận hung tin hoàng đế đã bị đám nô bộc hành thích, cùng với đó là chiếu thư mà hoàng đế trước lúc băng hà để lại. Thái tử Minh Ỉ tài đức vẹn toàn nên đã được hoàng đế chọn lập vua để giúp Đại Liêu hưng thịnh phồn hoa. Sau đó Thái tử Minh Ỉ hiên ngang bước lên ngai vàng, chính thức trở thành vị vua kế ngôi của Đại Liêu. Thái Bình Vương bất mãn với điều đó nên một mực muốn phản kháng lại triều đình. Lúc này Minh Ỉ đã có quyền lực nên sai thị vệ đàn áp cuộc đấu tranh đó mà không cần phải nể tình, bắt sống Thái Bình Vương để anh xử tội phản nghịch. Cuộc đấu tranh của Thái Bình Vương rất nhanh đã bị đàn áp bởi quân triều đình rất đông và mạnh, nhưng không dễ gì mà bắt sống được ông ta, vì không bắt được Thái Bình Vương cũng biết bọn chúng vẫn còn quân lực đóng ở Thượng Kinh. Hoàng đế Minh Ỉ đã lệnh cho Tiêu Tề Tướng và Hàn Đức Nhượng trở về Thượng Kinh hỗ trợ Ốc Chất Đại Vương bình ổn kinh thành đó. Ốc Chất Đại Vương ở Thượng Kinh cũng đang lo lắng Thái Bình Vương sẽ hội quân mà làm loạn, lúc đó sẽ rất khó để bình ổn lòng dân. Ông đưa ra ấn thư để kêu gọi Thái Bình Vương về đây nhằm khuyên giải, đến lúc đó rồi tính bước tiếp theo với đội quân của hắn. Đúng như dự tính, Thái Bình Vương đã tới doanh trại Oát Lỗ Đóa để triệu tập binh lực nhằm phản công lại triều đình Đại Liêu. Lúc này Đạt Lẫm cũng đã có mặt để thương thảo với Thái Bình Vương theo lệnh của Ốc Chất Đại Vương. Thế nhưng mùa xuân hòa bình ấy đã không còn trên nét mặt của Thái Bình Vương. Ông muốn tận diệt hết những kẻ đã cướp ngôi báu của hoàng huynh, nhưng cuộc chiến tranh quyền đoạt vị này thật vô nghĩa. Tất cả đều là con cháu của Đại Liêu và việc đổ máu vì cuộc chiến này quả là không đáng phải có, nên toàn bộ tướng lĩnh trong doanh trại đã từ chối nghe theo lệnh của Thái Bình Vương. Đến khi Tề Tướng và Đức Nhượng trở về Thượng Kinh thì mọi thứ đã ổn định. Thái Bình Vương thất thế nên đã rời kinh, hai binh đoàn mạnh nhất đã được Ốc Chất Đại Vương thống lĩnh và chờ lệnh nhập quân. Quả không hổ danh là Ốc Chất Đại Vương, một trụ cột vững mạnh của Đại Liêu. Bên phía Hỉ Ẩn biết tin Thái tử Minh Ỉ đã đăng cơ thì không hề vui vẻ gì. Mọi công sức mà hắn làm đều đổ sông đổ bể hết, nhưng hắn biết Minh Ỉ thể trạng yếu chả mấy mà hẹo nên đã có một kế hoạch cho đứa con trong bụng. Chỉ cần hắn được lập lên làm hoàng thái thúc thì thiên hạ sau này sẽ thuộc về con của hắn. Chỉ cần sau này Tiêu Lý về nịnh cha của nàng thì kế hoạch sẽ êm xuôi. Bên này Trích Một hoàng tử nhận tin thì cũng không lấy làm mừng vì Minh Ỉ là người lên ngôi chứ không phải anh ta. Còn về phần Thái Bình Vương, ông ta trở về phủ kêu người hậu dọn dẹp mọi thứ để rút khỏi thành. Sau đó tới phủ Tề Tướng để đón phu nhân, nàng ta thì đang ra sức thuyết phục cha mình tha tội cho chồng. Mắc cho có là tội phản nghịch thì tình nghĩa phu thê vẫn hơn tất cả. Thái Bình Vương ở ngoài nghe thấy thì vô cùng cảm động, nể tình Tiêu Tiễn mà tha mang cho ông bố vợ Tề Tướng này. Hứa một ngày nào đó sẽ trở về và sẽ cướp lại mọi thứ đã mất. Đoàn binh của Thái Bình Vương đi tới cổng thành thì bị chặn lại. Ông ta ra sức chống trả để xuất thành nhưng không được, Đức Nhượng từ đằng sau đã bắn một mũi tên hạ gục Thái Bình Vương. Tính bắt sống ông ta về cho tân hoàng đế xử tội, nhưng Tiêu Tiễn đã đứng ra bênh vực. Nàng ta muốn lấy mạng đổi mạng để chồng mình được an toàn thoát thân, vì nể tình nên Đức Nhượng đã thả cho Thái Bình Vương rời đi. Còn Tiêu Tiễn bị bắt lại thay tội cho chồng. Sau đó là ngày Minh Ỉ hoàng đế đăng cơ, thiết lập lại triều chính, ban hành cải cách mới để phát triển đất nước, ổn định lòng dân. Về việc để Thái Bình Vương chạy thoát, hoàng đế cũng không trách tội ai vì tất cả đều đã rất cố gắng. Chỉ cần là anh lên ngồi phát triển đất nước thì Thái Bình Vương có quay lại cũng chẳng làm lên trò trống gì. Sau khi lên ngôi, vua Minh Ỉ đã nghĩ ngay đến chuyện lập phi để tránh đêm dài lắm mộng. Người anh ra chiếu thu chọn làm vợ chính là Tiêu Yến Yến, con gái thứ ba của Tiêu gia. Anh cũng muốn sắc phong cho nàng như một hoàng hậu luôn chứ để lâu quá anh không có thời gian để chờ.
Tiêu Yến khi thấy chiếc mũ chỉ dành cho vương hậu ở trong đống của hồi môn thì rất lấy làm bất ngờ. Cô chất vấn cha thì mới hay bản thân đã được hoàng đế lập làm hoàng quý phi. Không thể chấp nhận sự thật đó vì cô đã có hẹn ước với Đức Nhượng. Đây là định mệnh của cả gia đình và gia tộc nên tể tướng muốn con gái phải làm theo. Duyên phận với Đức Nhượng coi như tới đây là chấm dứt. Chấp nhận làm phi và ở bên hoàng đế mãi mãi về sau. Về phía Đức Nhượng, anh cũng được phụ thân cho hay hôn sự với Tiêu Yến có lẽ là sẽ không thành. Bởi tân hoàng đế đã chọn Tiêu Yến lập thành quý phi mà lệnh vua không thể kháng lại. Thôi đành chấp nhận số phận thôi con trai à. Đức Nhượng tức giận tới tìm hoàng đế để đòi lại công bằng, chửi anh ta là thẳng đờ bờ giờ giờ. Phụ công anh ta phò tá mà người lại có mưu đồ chiếm đoạt người anh ta yêu thương. Hoàng đế sau đó cũng đối mặt để chịu cơn thịnh nộ đến từ Đức Nhượng. Nhưng câu hỏi đặt ra rằng giữ thiện hạ bách tính và tình yêu nam nữ thì anh sẽ chọn cái nào? Anh thì tức giận vì cứ nghĩ trước giờ mình luôn hiểu bậc quân vương nhưng anh đã nhầm. Sau đó Đức Nhượng tới tìm Tiêu Yến và cả hai đã có một quyết định táo bạo, đó là chống lại thánh chỉ, cùng nhau rời khỏi Đại Liêu này để sống một cuộc đời mới. Đại tỷ Tiêu Tiễn biết chuyện hai người cùng nhau bỏ đi nhưng không hề cấm cản. Vì vậy nàng đã bị tề tướng của trách, nhưng trước giờ hôn sự của ba chị em nàng đều bị gả cho người mà họ đều không thấy hạnh phúc. Lúc nào cũng phải sống trong lo âu, liệu như vậy có là đáng. Nàng muốn xin cha hãy tha cho bậc con trẻ để chúng hạnh phúc bên nhau, nhưng chuyện thế sự không đơn giản như vậy. Việc hoàng đế kết hôn với Tiêu Yến không chỉ là về hôn sự mà còn là để bình ổn chính trị. Tiêu Yến là người có năng lực nhất trong ba chị em và có thể giúp hoàng đế sau này. Tề tướng đưa cho Tiêu Tiễn lệnh bài và yêu cầu cô hãy đưa Tiêu Yến trở về, vì dù có chạy đến phương trời nào thì cũng không thể thoát được đâu. Hôm sau Tiêu Yến và Đức Nhượng đã tới U Châu Thành. Chỉ cần ra khỏi đây sẽ là ra khỏi Đại Liêu. Cả hai đã cùng tết tóc ăn thề trên Yến Vân Đài để chứng minh tình cảm của mình. Sống mãi bên nhau đến khi đầu bạc răng long. Nhưng đời không như là mơ, đại tỷ đã tới nơi để ngăn đôi con trẻ, yêu cầu bằng mọi cách cũng phải đưa Tiêu Yến trở về Tiêu Phủ. Vì để bảo vệ Tiêu Yến mà Đức Nhượng một mình chống chọi với cả đám thị vệ Tiêu Phủ. Nhưng người đông thế mạnh khiến anh chàng bị ăn hành sấp mặt, cuối cùng cả hai vẫn phải nói câu ly biệt cuộc tình. Tiêu Yến bị đưa trở về Tiêu Phủ và bị nhốt lại, chờ ngày đẹp để làm lễ thành hôn với Hoàng đế Minh Ỷ. Còn Đức Nhượng may mắn sống sót trở về Hàn Phủ nhưng bị trọng thương, cha mẹ của anh vô cùng thương xót cho dại khờ này của con trai. Nhưng cũng may hoàng đế nể tình đã truyền thái y tới để chữa trị cho Đức Nhượng. Đức Nhượng khi tỉnh lại thì vẫn một lòng căm hận nên không chịu uống thuốc, cũng đuổi hết đám thái y hoàng cung đó đi. Ngày hôm sau hoàng đế tới thăm Đức Nhượng, tâm sự về nỗi lòng mong người anh em của mình có thể hiểu đây không phải là chuyện tình cảm cá nhân mà là vì giang sơn xã tắc. Minh Ỷ không biết còn sống được bao lâu nên cần có một hoàng hậu sắc sảo như Tiêu Yến sẽ giúp anh lo chuyện triều chính sau này. Là một quân dân, Đức Nhượng không còn cách nào khác rằng phải lấy nghĩa phục trung để giúp vua cai trị đất nước, nhưng lòng vẫn khá là cay vì bị người huynh đệ tốt cướp mất người yêu. Tối đó Đức Nhượng vì nhớ Tiêu Yến ra giết nên đã đi cả xe lăn tới để gặp nàng. Cả hai xúc động khi thấy nhau vì biết đây có lẽ là lần gặp cuối cùng của hai người. Thời gian sau đó Đức Nhượng đã bình phục, anh cũng không muốn phục vụ hoàng đế nữa vì sự xuất hiện của anh lúc này đã không còn có ý nghĩa gì. Cũng không còn nể phục người như Minh Ỷ nên xin phép phụ thân được rời khỏi miền đất này tới một nơi thật xa. Phụ thân Đức Nhượng cũng không muốn cản anh, dặn dò anh rất nhiều điều để anh lên đường bình an. Tối đó đang ngắm nhìn con ô vân cái tuyết mà Tiêu Yến trả mình, Đức Nhượng bỗng dưng buồn ngang. Một lần nữa mẫu thân anh đã tới bên để an ủi, vừa uống rượu vừa tâm sự với con trai rất nhiều điều để tiếp thêm động lực. Chuyển cảnh cũng tới ngày lễ thành hôn của Tiêu Yến và hoàng đế được long trọng diễn ra. Một đám cưới hoành tráng vì Tiêu Yến thân giờ là một quý phi của hoàng đế, nàng đã đứng trên vạn người dưới một người nhưng nét mặt buồn thì không thể che giấu. Khi tới hoàng cung, Tiêu Yến phải trải qua rất nhiều nghi thức của một tân quý phi cũng như lễ nhập cung, mong sao cho thiên hạ luôn thái bình và thịnh vượng. Đêm động phòng hoa chúc hôm đó, hoàng đế Minh Ỷ khá ngại ngùng trước Tiêu Yến, vì anh biết trái tim nàng không hề thuộc về mình và chưa bao giờ là thuộc về. Nhưng vì ơn cứu mạng năm xưa cũng như tài năng của Tiêu Yến với đất nước, anh đành phải làm vậy để nàng có một địa vị xứng đáng để trị vì cùng anh. Hoàng đế sẵn sàng chờ đợi Tiêu Yến đến khi nào nàng chấp nhận anh thì thôi. Minh Ỷ biết tin Đức Nhượng đã rời khỏi thành để đi ngao du, sai người lén bám theo để xem hành tung của Đức Nhượng rồi báo về đây cho anh biết. Đức Nhượng một thời gian sau khi vượt qua U Châu Thành đã tới vùng đất của bộ lạc Nhật Liên và quen được một người huynh đệ mới tên A Bột Hợp. Vì cha anh ta đột nhiên ốm nặng nên nay mới đi săn nai về để làm thuốc, Đức Nhượng trượng nghĩa nên đã giúp đỡ một tay mang con nai đó về bộ tộc Nhật Liên. Giao con nai đó cho trưởng lão thoát lý của bộ tộc, mong sao ông ta sẽ giúp cha của A Bột Hợp khỏi bệnh. Vì ơn giúp đỡ đó nên A Bột Hợp cũng mời Đức Nhượng ở lại chơi một thời gian vì sắp tới ở bộ tộc anh có một lễ hội rất lớn. Cung cấp luôn cho Đức Nhượng hai thằng đệ để hầu hạ anh thời gian lưu trú ở đây. Những ngày lang thang ở Nhật Liên, Đức Nhượng nhận ra nô bộc ở đây còn nhiều hơn gia tộc nhân bản địa. Tất cả bọn họ đều đang bị bệnh và chỉ tin vào cúng bái là sẽ khỏi. Thuốc ở đây là một thứ gì đó rất xa xỉ nên người ở đây cho rằng ai bị bệnh thì đều là xứng đáng. Đến ngày hôm sau, Lỗ Đoan một người hầu đã trở bệnh và ốm liệt giường. Bộ Đức Nhượng phải nghĩ ra cách gì đó giúp những nô bộc ở đây khỏi bệnh.
Thế là nhân lúc đám người của trưởng lão thoát lý ra ngoài, Đức Nhượng đã lẻn vào để thám thính, nhanh tay thu thập được một ít thảo dược trong lều của lão ta, đem về nấu thành thuốc cho Lỗ Đoan uống để xem có tác dụng gì không. Vì chuyện bị mất cắp thuốc quý nên thoát lý trưởng lão tức giận đem hết trách nhiệm đổ dồn lên thập ngũ một nộ bộc trong bộ tộc. Hàn Đức Nhượng đã đứng ra bênh vực cho nộ bộc đó. Hai bên căng thẳng tính rút kiếm thanh toán nhau thì A Bột Hợp tới để ngăn cản đôi bên. Vì những lời hứa sẽ báo đáp trước đó nên Đức Nhượng yêu cầu A Bột Hợp phải xin tha tội cho thập ngũ, một điều hết sức khó với một người con trai của tộc trưởng như anh. Nhưng lời hứa đáng giá ngàn vàng nên A Bột Hợp đã giữ lời, cắt tay xin trưởng lão tha tội cho thập ngũ. Đức Nhượng làm muốn cứu thập ngũ như vậy bởi số thuốc đó là do chính anh lấy cắp mà thập ngũ lại nhận hết về mình, cảm kích trước tấm lòng nghĩa hiệp của anh. Thập ngũ cũng là báo ơn cho Đức Nhượng đã cứu mạng Lỗ Đoãn tiểu đệ kịp thời. Anh cũng nhìn thấy những nô bộc đã chót đắc tội mà bị nhốt trong lao ngục. Họ chỉ có chờ ngày chết mà thôi, vì ở đây nô bộc cũng chỉ là hàng trâu chó không được mấy ai quan tâm. Ngày hôm sau, Lỗ Đoãn hớt hải tới báo tin rằng tộc Trương đã bệnh nặng mà qua đời. Trưởng lão thoát lý muốn bồi táng toàn bộ số nô bộc nên cầu xin Đức Nhượng tới cứu giúp. Lỗ Đoãn thì đi giải cứu các nô bộ khác bị nhốt trong cũi, động viên tất cả hãy đứng lên cùng nhau khởi nghĩa để cứu người thân của bọn họ. Đức Nhượng thì tới ngăn cản A Bột Hợp làm điều dại dột. Anh ta giờ đã là tộc trưởng mới của tộc Nhật Liên nhưng lại bị thoát lý thao túng. Đức Nhượng cho hay đây chỉ là một loại bệnh và có thể chữa được một cách dễ dàng, còn thoát lý dùng máu nâu để chữa bệnh là giả dối. Cơ bản chỉ muốn trì hoãn bệnh tình của cố tộc trưởng nhằm mưu đồ. Trước những lời mô kích của tên trưởng lão, A Bột Hợp như mất đi lý trí mà tính ra tay sát hại Đức Nhượng ân nhân của mình. Đúng lúc này, Lỗ Đoãn và các nô bộc khác tới nơi và bắt đầu cuộc chiến tranh khởi nghĩa. Nhân lúc hỗn loạn, Đức Nhượng đã lên khám xét xác cẩu tộc trưởng để xem nguyên nhân cái chết. Thập Lục đã xả thân đỡ cho anh mũi tên mà thoát lý trưởng lão bắn tới. Cuối cùng Đức Nhượng đã phát hiện ra tộc trưởng chết là cho bị trúng độc. Người chịu trách nhiệm cho việc chữa bệnh chính là thoát lý, và lão ta đang cố tình che đậy âm mưu hèn hạ của mình. Trước sự những bằng chứng đó, lão thoát lý không biết cãi thế nào nên nhân lúc sơ hở, lão đã ra tay đâm lén tân tộc trưởng A Bột Hợp. Cuộc chiến lúc này tiếp tục nổ ra giữa nhân tộc Nhật Liên và đám người của thoát lý. Tuy nhiên đến cuối cùng lão ta cũng bị chặn lại và đi đời trước mũi dao của A Bột Hợp. Anh cũng coi như diệt được mầm mống cho bộ tộc và báo thù được cho cha. Chuyển cảnh một thời gian sau đó, Tiêu Yến đã cùng hoàng đế hoàn thành nhiều cuộc cải cách giúp phát triển đất nước Đại Liêu. Trước toàn thể các mệnh quan triều đình, Tiêu Yến được sắc phong lên làm hoàng hậu. Nàng sẽ cùng hoàng đế chăm lo chuyện triều chính của Đại Liêu kể từ đây. Thời gian sau đó, hoàng đế rất vui mừng khi nghe hỉ tin rằng hoàng hậu Tiêu Yến đã có thai được 2 tháng. Anh muốn mở tiệc ăn mừng khắp hoàng cung vì niềm vui này. Thế nhưng Ốc Chất Đại Vương đã trở bệnh nặng khi tuổi đã xế chiều và có khả năng cũng sắp phải về với tổ tiên. Hoàng đế và hoàng hậu đều ở bên ông những giây phút cuối cùng. Minh Ỷ vẫn luôn cảm kích tấm lòng của Ốc Chất Vương khi năm đó nhờ có ông tương trợ anh mới có được Đại Liêu như ngày hôm nay. Trước khi ra đi, ông cho triệu tập tất cả mọi người lại để nói những lời cuối cùng, căn dặn tất cả phải trung thành phò tá hoàng đế đưa Đại Liêu trở thành một quốc gia hùng mạnh thịnh vượng. Nói xong, Ốc Chất Vương cũng ra đi trong sự tiếc thương của tất cả mọi người. Bên này, phủ tế tướng Tư Ôn khi đang đi trên đường, ông bất ngờ nhận được một lá thư tố cáo Cao Huân và Nữ Lý có âm mưu tạo phản. Hai tên đó khi biết được có người tố cáo mình thì thêm phần lo lắng, bày mưu tính kế để triệt hạ Tiêu tể tướng, cùng với đó là đưa thích khách vào để hành thích hoàng đế. Ở một diễn biến khác, tể tướng có hai người cháu đang có âm mưu trả thù nên đã cùng nhau lên kế hoạch. Biết hoàng đế và Tiêu tể tướng sẽ đi săn nên chúng toàn tình ám sát. Hai tên đó đến xưởng nhuộm vải để thuê thích khách. Nhưng một hầu cận của hoàng đế đã lén theo dõi ở đây và mua chuộc lão chủ xưởng nhuộm vải. Ngày hôm sau, theo đúng kế hoạch, tể tướng và hoàng đế cùng nhau vào rừng săn thú. Khi đến địa điểm phục kích, một toán thích khách đã chờ sẵn ở đó nhằm ám sát. Đoàn binh bị tấn công bất ngờ thì không kịp trở tay, tất cả chỉ biết dồn lực hết lòng bảo vệ chủ thượng. Trong lúc bị mai phục, tể tướng Tư Ôn bị tấn công liên tục, hết tên này đến tên khác lao đến khiến ông chống đỡ không kịp mà hy sinh. Về tới hoàng cung, vì sợ hoàng hậu Tiêu Yến Yến vì biết chuyện sẽ suy sụp nên tông gia đã lệnh cho mọi người giữ kín chuyện này. Chuyển cảnh, Ô Cốt Lý ngồi khóc thương cho cha của mình. Cô xót thương tể tướng Tư Ôn bỏ ba chị em cô mà đi, trong khi Tiêu Yến Yến vừa được phong làm hoàng hậu. Một lúc sau, chủ thượng tới để nhìn tể tướng lần cuối, cũng như hứa với Tiêu Cốt Lý sẽ tìm ra người ám sát Tư Ôn lấy lại công bằng cho ông. Chuyển cảnh, chủ thượng mệt mỏi nhưng vẫn quyết định hồi kinh để về gặp Tiêu Yến. Cô gặp được hoàng thượng không thấy phụ thân Tư Ôn đâu nên hỏi hoàng thượng, nhưng vì không muốn Tiêu Yến biết chuyện nên chủ thượng đã nói dối. Sau đó chủ thượng gọi Thái Bình Vương Phi ra để nói chuyện. Lúc này chủ thượng mới nói cho cô biết việc cha của cô bị mất. Ngay lập tức Thái Bình Vương Phi quay về nhìn mặt cha lần cuối mà không tin đây là sự thật. Cùng lúc đó, bên phía Cao Huân và Nữ Lý Huynh cũng vì chuyện của tể tướng Tư Ôn mà lo lắng. Chuyện ám sát đã thành nhưng ngày hôm đó vẫn còn một nhóm khác nữa nên hai người họ lo lắng muốn tìm ra người đứng sau. Mà lúc này qua điều tra manh mối, mọi nghi ngờ đều dồn vào Cao Huân và Nữ Lý, nhưng vì chưa có chứng cứ rõ ràng nên không thể manh động. Vì vậy chủ thượng cho người đi điều tra thêm để quyết đòi lại công bằng cho Tư Ôn. Chuyển cảnh, Tiêu Yến đang ngồi nghỉ ngơi thì bên ngoài có to tiếng.
Thì ra là hai thái phi tới để tìm gặp Tiêu Yến. Hai vị thái phi biết tin Tư Ôn mất nhưng hoàng hậu bị giấu chưa biết chuyện nên đã cố tình tới để bẩm tấu. Tiêu Yến nghe thấy cha mình mất mà sốc rồi ngất đi. Tỉnh dậy Tiêu Yến thấy chủ thượng ở bên mà trách ngài. Tiêu Yến nghĩ rằng vì cha Tư Ôn của cô quyền cao chức trọng mà nhiều kẻ có mưu đồ ám sát. Sau đó sắp xếp về thăm cha để nhìn mặt ông. Về tới nơi Tiêu Yến quỳ xuống mà bật khóc vì thương nhớ cha mình. Cô trách ông chưa kịp đặt tên cho cháu mà giờ lìa xa mãi mãi. Tại tang lễ của tể tướng Tư Ôn khi Tiêu Yến đang ở đó thì Đức Nhượng cũng xuất hiện. Tuy rằng cả hai từng có hẹn ước nhưng giờ đây Tiêu Yến đã ở thân phận khác. Đức Nhượng tới để phúng điếu cho tể tướng qua đó gặp Tiêu Yến mà hứa với cô sẽ tìm ra chân tướng sự việc. Trong hoàng cung chủ thượng nghe tin Đức Nhượng trở về liền cho gọi anh vào cung để gặp ông. Vốn dĩ hai người anh em thân thiết nhưng giờ đây thân phận cũng đã khác. Chủ thượng muốn được sát cánh bên Đức Nhượng nhưng anh là bề dưới nên luôn giữ khoảng cách. Đức Nhượng cũng qua đó mong muốn được bảo vệ cho hoàng thượng chủ thượng cũng như tìm ra cái chết của tể tướng. Chuyển cảnh Đức Nhượng tới nhà xác để tìm manh mối từ các thích khách. Quả nhiên Đức Nhượng quay về đã nhanh chóng tìm được manh mối sau đó cho thuộc hạ đi điều tra thêm. Sau đó anh tới gặp hoàng thượng để bàn bạc và bẩm tấu những gì đang điều tra được. Đức Nhượng nói rằng đám thích khách đó nhằm vào Tư Ôn nhưng cũng có nhóm khác cũng tới để muốn ám sát hoàng thượng. Họ cùng nhau trò chuyện và nghĩ ra cách để điều tra. Cùng lúc đó Hải Trích và Hải Lý cũng tham gia trong vụ ám sát tể tướng cũng vui mừng vì nghĩ rằng sắp được lên chức. Bọn họ ngoài mặt vẫn đến tang lễ tể tướng để làm màu làm mè, nhưng chúng đâu biết rằng chủ thượng đang nhắm đến hai người họ đầu tiên. Chuyện tể tướng mất lâu dài cũng cần người thay thế để đảm nhiệm. Chính vì vậy chủ thượng cho học quan triều đình cùng nhau bình phẩm, quả nhiên Cao Huân tiếp tay muốn nữ Lý lên thay chức vụ đó nên đã bẩm tấu. Nhưng cha cả Đức Nhượng sớm đã nhận ra âm mưu này mà không tán thành. Quan thần đang tranh luận thì đột nhiên hoàng hượng bị ngất. Tiểu Yến đến thăm hoàng thượng rồi chăm sóc cho ông, tại đó chủ thượng cũng nói với Tiêu Yến về những việc đang xảy ra trong triều chính và nhờ nàng tư vấn. Cũng vì sức khỏe ngày càng sa sút mà chủ thượng cũng muốn tìm cho mình một cận thần làm nhiếp chính. Đại vương ở đó nghe tin chủ thượng muốn tìm nhiếp chính mà lòng vui mừng vì người có cơ hội cao nhất lại chính là hắn ta. Vốn đã muốn tạo phản từ lâu nay lại có cơ hội thì đại vương này không muốn bỏ lỡ. Sau khi tìm được manh mối tại đám tang Tư Ôn nên đại vương đã hẹn gặp Cao Luận và nữ Lý. Cả hai được mời tới nhà đại vương và hắn ta cũng mang ra bản cáo tố trạng hai người này để đe dọa. Cao Luận và nữ Lý cũng chung một mục tiêu nên đã cùng nhau hợp tác với đại vương nhằm đưa anh ta lên làm nhiếp chính. Đại vương thu phục được Cao Luân và nữ Lý về cùng thì đắc chí và cũng giúp hắn ta kế hoạch đến với ngai vương. Chuyển cảnh chủ thượng cũng được tin ba người họ đang hợp lực với nhau để lật đổ chủ thượng, nhưng tình thế lúc này đang bất lợi cho hoàng thượng. Tể tướng thì mất cùng lúc hoàng hậu đang mang thai khiến ông cũng có phần yếu thế. Chủ thượng đang tìm cách nhượng bộ nhưng hoàng hậu Tiêu Yến không muốn như vậy. Với tài trí hơn người cùng sự hậu thuẫn về sự trở lại của Đức Nhượng, không để đại vương Hỉ Ẩn đạt được ý nguyện làm nhiếp chính nên Tiêu Yến đã đứng ra xin được tiếp quản. Hoàng thượng, hoàng hậu và sự trở lại của Đức Nhượng cùng nhau vực dậy lại Đại Liêu. Ngày hôm sau chủ thượng cho họp quan văn triều đình để thông báo về việc này. Quả nhiên đại tướng nghe tin bất ngờ mà không phục nên đã đứng ra xin hoàng thượng xem xét. Nhưng ý chỉ đã ra cũng là cách để đối phó với đại tướng và Cao Huân nên đương nhiên là không thay đổi. Hơn nữa để củng cố hoàng thượng cũng phong chức cho Đức Nhượng để kề vai bên ông trị vì, trở về từ hoàng cung. Đại vương bực tức vì mọi thứ không như dự định lại còn thấy Cao Huân không đứng ra bênh vực mình. Mọi thứ vì Tiêu Yến mà cản trở nên tên đại vương này lại có âm mưu hãm hại Tiêu Yến. Cùng lúc đó sau khi Đức Nhượng cho người tung tin bắt được người ám sát đã khiến Hải Trích và Hải Lý lo sợ. Bọn họ sợ rằng sẽ sớm bị khai ra rồi chịu tội. Bên phía Cao Luân và nữ Lý biết tin vốn có Hải Trích và Hải Lý nhúng tay vào rồi nên ung dung có thể đổ tội cho hai bọn họ để chuyển tội lỗi thành công trạng. Ngày hôm sau tại buổi họp triều đình, nữ Lý cùng Cao Luân đứng ra nhận công đã đi tìm ra người sát hại tể tướng Tư Ôn. Nghe tin về cha mà hoàng hậu Tiêu Yến sốt sắng cho bẩm tấu. Sau khi biết là do Hải Trích và Hải Lý làm ra bản thân hoàng hậu rất căm phẫn rồi cho nhốt vào đại lao. Tiêu Cốt Lý cùng Phương Phi sau đó biết tin đã cùng Tiêu Yến xin hoàng thượng toàn quyền xử lý hai tên nghịch tử này. Chuyển cảnh về tới nhà vì nghe theo kế sách của đại vương nên Tiêu Cốt Lý đã xin hai chị của mình cùng đồng ý. Nhưng cô đâu biết rằng đại vương làm vậy để thực hiện kế hoạch hại Tiêu Yến. Cùng lúc đó Hưu Ca tới thăm nữ Lý để dằn mặt hắn ta về việc hãm hại tề tướng và qua đó thì ết phục ông cùng nhau hợp tác. Phía bên đại vương đang bàn bạc với thuộc hạ việc hại Tiêu Yến. Mà tình cờ Tiêu Cốt Lý trở về lại nghe thấy nên đã xông vào nói chuyện với đại vương, ngày hành quyết Hải Trích và Hải Lý cũng đã đến. Cũng là ngày tiến hành kế hoạch mưu sát hoàng hậu Tiêu Yến. Đức Nhượng ở ngoài đang đi điều tra nghe tin kế hoạch của đại vương mà tức tốc trở về để xem tình hình. Tiêu Yến cùng hai chị bước lên bục nhưng vào phút chót Đức Nhượng đã về kịp ngăn sự việc mưu sát thất bại. Tuy nhiên việc báo thù cho cha vẫn còn giang dở không thể vì việc này mà dừng lại. Sau đó cả ba chị em tiếp tục thực hiện nghi lễ cung tên ma, bắn chết hai tên nghịch tử trả thù cho cha của mình. Chuyển cảnh về hậu cung hoàng thượng cùng hoàng hậu và Đức Nhượng cùng tìm cách đối phó với Hỉ Ẩn. Biết rằng sự việc lúc sáng là do hắn làm nhưng cũng không thể vì vậy mà làm to chuyện được. Đang tình thế khó khăn không còn cách tốt hơn nên Tiêu Yến đã đề xuất đưa Yểm Tát Cát trở về để chống lại đại vương.
Biết rằng Yểm Tát Cát vẫn luôn mong muốn lật đổ chủ thượng để làm vua, nhưng lúc này chỉ có anh ta về mới khiến cho đại vương thêm lo lắng. Theo ý chỉ của hoàng hậu, Vương Phi đã tới tìm gặp Yểm Tát Cát để nói chuyện. Vợ chồng lâu ngày không gặp nhau liền quấn quýt cạnh nhau. Tại đó Vương Phi cũng nói ra ý nguyện của cô để đưa ông về cùng với chủ thượng. Sau khi nghe Vương Phi nói, Yểm Tát Cát cũng đồng ý quay trở lại. Sau đó ông tới thăm chủ thượng, cũng biết tình hình sức khỏe ngài ngày càng kém hơn. Chủ thượng vì muốn chiêu mộ Yểm Tát Cát về mà cũng đem tới cho ông một sự đảm bảo. Ngay ngày hôm sau trên buổi họp văn bá quan, mọi người đều bất ngờ vì sự quay lại của Yểm Tát Cát. Chủ thượng phong lại chức sắc cho ông để quay trở lại làm quan triều đình. Ngay sau khi họp xong, Nữ Lý đi tới nhà Cao Huân. Bản thân Nữ Lý nghĩ rằng sự quay trở lại của Yểm Tát Cát chính là nhờ ông ta viết thư gọi về nên rất đắc ý. Nhưng sự trở lại của Yểm Tát Cát có thực sự hỗ trợ được hoàng thượng, hay bản thân ông ta vẫn luôn nhăm nhe ngai vàng nên mọi việc đều có thể làm. Một thời gian sau, ba chị em Tiêu Yến cùng Tiên Cốt Lý và Vương Phi đã tìm cho tể tướng người con trai để nối dõi. Ba người đặt cho em trai tên là Kế Tiên và cùng nhau bảo vệ nuôi dưỡng cậu bé này. Thời gian qua đi, cũng đến lúc hoàng hậu Tiêu Yến hạ sinh hoàng tử. Hoàng thượng sốt ruột trông ngóng, cuối cùng Tiên Yến cũng sinh xong. Hoàng thượng biết vậy lập tức đi vào để nhìn ngắm con của ngài cũng như thăm Tiêu Yến để động viên cô. Chuyển cảnh ngày vui đầy tháng hạ sinh hoàng tử, chủ thượng mở tiệc chiêu đãi quan văn võ. Cùng lúc đó, Tiên Yến và mọi người đang làm lễ cho hoàng tử, nhưng khi buổi lễ vừa kết thúc liền có kẻ trà trộn vào mà âm mưu hại hoàng tử. Cũng may hoàng tử không sao, nhưng kẻ trà trộn vào cũng đã uống thuốc độc mà tự tử. Ngoài kia mọi người trong cung đang ăn uống vui vẻ thì nghe tin nên hoàng thượng lập tức đến xem. Biết hài nhi của mình không sao nên hoàng thượng cho Đức Nhượng đi điều tra kẻ chủ mưu ngay. Chủ thượng cũng ra lệnh cho thuộc hạ theo dõi sát sao Yểm Tát Cát và đại vương, nhưng vì lo nghĩ nhiều chuyện mà hoàng thượng bệnh tình ngày càng thêm nặng. Biết tin Yểm Tát Cát tới thăm hoàng thượng và ông ta cũng nóng lòng được lên ngồi ngai vàng rồi thì phải. Tiên Yến biết rằng bệnh tình hoàng thượng đang nặng dần nên cho người đi gọi Đức Nhượng cùng quan thân cận tới. Nhưng nghe tin Yểm Tát Cát tới thăm hoàng thượng nhằm dò xét tình trạng sức khỏe của ngài nên đã đi ra để ngăn lại. Sau khi tập hợp đầy đủ quan thân cận, Tiêu Yến cũng nói ra sự lo lắng khi để hoàng thượng nghỉ một thời gian. E rằng những thế lực như Hỷ Ẩn và Yểm Tát Cát sẽ nhân cơ hội mà làm tới. Nhưng có những quân thần diện kiến bảo vệ Tiên Yến nên bản thân cũng bớt lo phần nào. Chuyển cảnh sang nhà của Yểm Tát Cát, thuộc hạ của ông ta tới báo tin Tiêu Yến cho gọi cận thần đến họp trước nên Yểm Tát Cát đã mưu tính. Ông muốn Tiêu Yến và Hỷ Ẩn xảy ra mâu thuẫn ngày càng lớn để được trục lợi nên đã sai người đi báo cho Cao Huân và Nữ Lý. Ngày hôm sau cuộc họp quan văn triều đình diễn ra. Đúng như dự đoán, Hỷ Ẩn cố tình gây khó khăn cho Tiên Yến, nhưng nhờ sự giúp sức của Đức Nhượng nên mọi chuyện cũng yên ổn. Mâu thuẫn giữa Hỷ Ẩn và hoàng hậu cũng không vì Cao Huân và Nữ Lý đẩy lên cao. Tiên Yến sau khi bãi triều đến gặp hoàng thượng để bàn kế sạch cho Hỷ Ẩn lên nắm nhiếp chính nhưng không giao cho quyền hành. Sau khi nghe xong, hoàng thượng cũng đồng tình. Kế sách này Đức Nhượng nghĩ ra đúng là cao kiến. Chuyển cảnh Cao Huân cùng Nữ Lý và Yểm Tát Cát ngồi ăn uống với nhau để bàn kế. Cách giải quyết cao tay của hoàng hậu cũng làm bọn họ bất ngờ nên kế hoạch lật đổ Hỷ Ẩn cũng tiến hành sớm hơn. Vài ngày sau, Đức Nhượng hay tin tìm thêm được manh mối về vụ ám sát tể tướng Tư Ôn liền tới tra khảo. Tại đó hắn đã khai ra Hỷ Ẩn nên Đức Trượng lập tức đi gặp hoàng thượng và hoàng hậu để bẩm tâu. Ngay lập tức ông cho người đi bắt Hỷ Ẩn. Hỷ Ẩn trong lúc đó không biết sắp gặp họa nên vẫn ăn chơi rượu chè, còn nghĩ bản thân được làm nhiếp chính sắp nắm quyền hành trong tay. Đức Trượng cùng binh lính tới làm Hỷ Ẩn nghĩ được tuyên chỉ còn cười đùa vui vẻ, nhưng ngay sau đó đã bị giam lỏng không cho ra khỏi nhà. Ngày hôm sau Đức Trượng báo cáo lại với hoàng hậu trong lúc đi dạo. Hoàng hậu cũng vì lần này mà cảm ơn sự giúp sức của Đức Trượng. Chuyện gần đây của hoàng hậu và Đức Trượng cũng đôi phần làm cản trở Yểm Tát Cát thế nên ông đã đến gặp Bồ Ca Thái Phi để ép bà phục tùng ông ta. Cùng lúc đó Tiêu Yến đang ngồi ở trong phòng thì Tiêu Cốt Lý xông vào tìm em gái. Tiêu Cốt Lý trách em dù là hoàng hậu nhưng sao lại giam lỏng Hỷ Ẩn, lại tại sao lại làm vậy với chồng của chị gái. Nhưng sau khi nghe Tiêu Yến giải thích rằng người âm mưu sát hại cha của họ chính là Hỷ Ẩn, lúc này Tiêu Cốt Lý dù không muốn tin nhưng cũng phải chấp nhận sự thật rồi đi tìm Hàn Đức Nhượng. Tại đó Tiêu Cốt Lý muốn minh oan cho Hỷ Ẩn vì bản thân cô vẫn luôn tin anh ta không vì ngai vàng mà làm ra chuyện đó. Nghe cô nói vậy, Đức Nhượng cũng muốn tìm hiểu mà đến gặp đại vương Hỷ Ẩn. Nhìn thấy Đức Nhượng mà bản thân lâm vào cảnh bây giờ cũng vì Đức Nhượng nên Hỷ Ẩn đuổi Đức Nhượng đi. Nhưng nghe Cốt Lý khuyên ngăn nên đã bình tĩnh mà nói chuyện với Đức Nhượng. Những lời Hỷ Ẩn nói Đức Nhượng cũng thấy có lý trong chuyện ám sát Tư Ôn nên đã dặn dò rồi tiếp tục điều tra thêm. Ngày hôm sau Hỷ Ẩn cũng bị đày ải tới một nơi khác để chịu tội, còn Đức Nhượng cũng đã điều tra thêm được manh mối. Sau khi tìm hiểu thêm cái tên Niêm Mộc Cổn được đưa vào tình nghi, hắn cũng chính là tay sai của Yểm Tát Cát đang cùng ông ta thực hiện âm mưu. Có thêm manh mối, Đức Nhượng ngay lập tức đến gặp hoàng hậu và hoàng thượng để bàn tính lại. Họ không hiểu sao Yểm Tát Cát thời điểm đó chưa quay trở lại đã âm mưu sát hại Tư Ôn. Hơn nữa giờ đây hoàng thượng cũng đã chiều ý ông ta, nhưng Yểm Tát Cát vẫn âm mưu khiến hoàng thượng lo hơn, lập tức ngài cho Đức Nhượng đi điều tra thêm sự việc này. Xem ra những việc đang xảy ra nằm trong âm mưu lớn nào đó. Sự giúp đỡ của Đức Nhượng với hoàng hậu từ khi quay lại làm quan là rất lớn, cho nên trong triều cung mọi người cũng bàn tán về sự tình của hai người.
Chuyện này tới tai Tiêu Yến nhưng nàng không vì vậy mà phân tâm, vẫn luôn một lòng với việc của hoàng thượng. Nhưng lời đồn đoán này cũng từ âm mưu của Yểm Tát Cát mà ra, ngồi ăn cùng Lữ Lý và Cao Huân tại nhà riêng. Yểm Tát Cát cho họ biết ông ta chuẩn bị hại hoàng hậu vì với ông Tiêu Yến cũng là người khó đối phó. Nhận được tín hiệu, Cao Huân và Nữ Lý cũng đồng thuận xử theo. Vào buổi họp ngày hôm sau, Nữ Lý lấy tin đồn thất thiệt này để làm loạn cuộc họp cũng như muốn lưu đày Hàn Đức Nhượng. Đúng lúc này hoàng thượng giá đáo đến để phát biểu, qua đó dẹp loạn việc Nữ Lý muốn làm to chuyện. Sau đó hoàng thượng và Tiêu Yến về phòng nói chuyện. Biết việc Nữ Lý làm càn trong cuộc họp chắc chắn có Yểm Tát Cát chống lưng, cho nên ngài đã ra mặt tránh hậu quả không hay, cũng như nói với Tiêu Yến sớm tìm ra sơ hở của Yểm Cát. Nhưng để dẹp loạn tin đồn nên hoàng thượng đã cho gọi cha của Đức Nhượng để nói với ông một chuyện. Thì ra hoàng thượng muốn Đức Nhượng kết hôn để dẹp loạn tin đồn, qua đó đường đường hết lòng giúp hoàng hậu. Chuyển cảnh sang nhà Yểm Cát, ông gọi Cao Huân và Lữ Lý tới để bàn chuyện. Ông ta xin lỗi họ vì chuyện trên triều xôn xao nhưng không giúp gì được. Yểm Cát trách bản thân vì nóng vội mà coi thường Tiêu Yến dẫn tới chuyện bất thành. Tại đó họ lại cùng nhau bàn luận kế sách để loại bỏ Tiêu Yến. Cùng lúc đó Tiêu Yến cùng hoàng thượng và Đức Nhượng sau khi sâu chuỗi sự việc đã tìm ra được chân tướng sự việc vụ ám sát tể tướng Tư Ôn. Thì ra mọi chuyện trước giờ đều nằm trong kế hoạch của Yểm Tát Cát. Sau khi bàn luận xong, Đức Nhượng đi về nhà thì mẹ anh hẹn ra ngồi nói chuyện. Qua chuyện mẹ nói, Đức Nhượng cũng đã hiểu ý hoàng thượng, cũng vì những lời mẹ nói nên bản thân Đức Nhượng cũng suy nghĩ nhiều. Dù vậy nhưng Lý cô nương dù một lòng một dạ với Đức Nhượng đến gặp anh nhưng Đức Nhượng vẫn không muốn thành thân với cô. Chuyển cảnh Tiêu Yến gọi nương phi ra để nói chuyện. Chuyện đồn đoán không còn như trước mà ngày càng lan truyền rộng hơn, ít nhiều cũng khiến Tiêu Yến dù không thẹn với lòng cũng có chút bất an. Bản thân Tiểu Yến cũng muốn Đức Thượng thành thân để chúc phúc cho anh ấy. Nhưng nương phi hiểu rằng Đức Thượng trước giờ trong lòng chỉ có Tiêu Yến, lời đồn ngày càng đi xa đến cả Đức Thượng đi ra quán rượu cũng bị bàn tán kích bác. Cũng may có Lý cô nương ra tay nói đã có hẹn ước với Đức Nhượng nên đã giúp anh tạm thời tránh ồn ào. Nhưng qua đó mà Đức Thượng cũng cảm kích Lý cô nương nên động lòng và hẹn ước sẽ lấy cô. Ngày cung hỉ của hai người đã đến. Họ cùng nhau uống rượu nối dây tơ hồng để từ nay thành vợ thành chồng. Tiêu Yến nghe tin sau khi Đức Nhượng thành thân sẽ quay về U Châu sinh sống tránh xa việc triều đình. Hoàng hậu cho gọi Đức Nhượng để khuyên anh ở lại cùng cô dẹp loạn triều đình ổn định Đại Liêu. Nhưng hoàng thượng cũng hiểu cho tấm lòng của Đức Nhượng nên đã đồng ý cho anh về U Châu ở. Cùng lúc này Thái Phi được thuộc hạ đưa cho lọ thuốc độc nhằm sát hại hoàng tử. Mặc dù bản thân không muốn nhưng nghĩ tới việc được hưởng lợi và Yểm Cát sai bảo nên đã đi vào cho hoàng tử uống thuốc. Đến buổi tối hoàng tử liên tục khóc và mệt mỏi khiến hoàng thượng và hoàng hậu rất lo lắng. Ngay cả thầy thuốc giỏi chữa trị cũng không khỏi được. Vương Phi nghe tin định tới gặp hoàng hậu để hỏi thăm thì Yểm Cát đi vào. Mọi chuyện do ông ta sắp đặt nên khi nghe thấy phu nhân mình chuẩn bị đi gặp hoàng hậu, ông nhân đó đã đề xuất cho Vương Phi ý kiến của ông, chắc hẳn đã nằm trong kế hoạch của ông ta. Vương Phi cũng không nghĩ nhiều tới gặp hoàng hậu và hoàng thượng để đề bạt, sau đó đã được đồng ý mà tiến hành. Buổi tối Vương Phi đang ngủ bị thức giấc dậy nhưng không thấy Yểm Cát đâu nên dậy đi tìm ông. Đến lều đèn còn sáng, cô nghe được những bí mật mà Yểm Cát giấu mình. Chuyện lọ thuốc cho hoàng tử uống và bọn họ đang làm phép hại hoàng tử cũng bị Vương Phi nghe thấy. Quá bực tức, bà xông vào ngăn cản chuyện bọn họ đang làm. Thấy hai thái phi của hoàng thượng cùng Yểm Cát trong đó càng làm cho Vương Phi tức giận mà đạp đổ hết. Yểm Cát thấy vậy đưa Vương Phi về, sau đó cho người sát hại hai thái phi và tên thầy cúng để bịt manh mối. Chuyện tới tai hoàng thượng và hoàng hậu nên cả hai đến để xem tình hình. Qua điều tra họ thấy được những uẩn khúc và biết được lúc đó có sự có mặt của Yểm Cát và Vương Phi nên cho người điều tra ngay. Biết Yểm Cát đang gây nguy hiểm cho Vương Phi nên hoàng hậu âm thầm cho nô tỳ tới thêm để bảo vệ Vương Phi. Ở bên Yểm Cát cũng cho tập hợp quân phản quốc đến để cùng nhau tấn công. Bọn chúng nhân ngày ăn mừng hoàng tử đỡ bệnh sẽ tiến hành. Cuộc chiến ngày càng thể hiện rõ ràng và cam go hơn. Phía Tiêu Yến hoàng hậu cũng sẵn sàng giao nhiệm vụ cho mọi người để chuẩn bị. Cùng lúc đó Thái Phi bị sát hại chưa chết đã gặp hoàng thượng để nói ra những chuyện bấy lâu nay bà làm với hoàng thượng. Ngay cả việc bệnh tình hoàng thượng bấy lâu nay không khỏi cũng do bà đổi thuốc mà thành ra như vậy. Tất cả đều là toan tính của Yểm Cát từ xưa. Sau đó Thái Phi cũng ra đi. Chuyển cảnh hai nô tỳ do Tiêu Yến cử đến để chăm sóc cho Vương Phi cũng đến để báo tin cho cô biết. Buổi tối bọn họ tìm cách cho Vương Phi chạy trốn nhưng đã bị quân của Yểm Cát vây lại. Thấy nô tỳ bị sát hại trước mặt nên Vương Phi nhảy xuống thì bị ngã dẫn tới sảy thai. Ngày hôm sau tỉnh lại Vương Phi mất con cũng vô cùng đau buồn. Lại thêm sự lộng hành vì ngôi vua mà làm càn của Yểm Cát khiến bà bất lực. Tiệc gia đình diễn ra cung là lúc Yểm Cát chuẩn bị tấn công. Không khí buổi tiệc đang diễn ra thì bên ngoài Nữ Lý dẫn quân chờ thời cơ hành động. Cùng lúc đó Ninh Vương mang rượu tới chung vui cùng hoàng thượng và hoàng hậu cũng có âm mưu gì đó. Quân phản quốc ngày càng tiến gần hơn vào hoàng cung, đúng lúc rượu của Ninh Vương phát tác độc tố, quân phản quốc tiến vào để tạo phản. Mọi chuyện đang đúng như kế hoạch thì Tiêu Đạt Lẫm là cháu của tể tướng Tư Ôn xuất hiện. Thì ra sự chuẩn bị đã nằm trong dự tính của hoàng hậu và hoàng thượng. Sau khi quân phản quốc xuất hiện đầy đủ, bắt đầu quân triều đình được lệnh tấn công tiêu diệt cả quân đội của Cao Huân và Nữ Lý. Bên trong Yểm Cát ngông cuồng phi vào hoàng cung thì sự xuất hiện của Đức Nhượng đã làm thay đổi tất cả.
Việc Đức nhượng về U Châu cũng là kế để dụ tên Tạo Phản Yểm Cát lộ mặt sớm. Bị yếu thế nên Yểm Cát sớm thất thủ, cũng may có tay sai bảo vệ để hắn chạy đi về đón Vương Phi để bỏ chạy. Vương Phi thấy Yểm Cát trở về bị thương mà xót thương, dù sao ông ta cũng là trung nhân của cô. Nhưng vì bị thương nặng nên Yểm Cát chỉ có thể giao lệnh bài chỉ huy lính của ông cho Vương Phi. Lệnh bài đó cũng là món quà cuối Yểm Cát có để lo cho Vương Phi rồi tắt thở, Đại Liêu được khôi phục lại thái bình. Hoàng thượng và Đức nhượng ở trên nhìn xuống cũng thấy an lòng. Hỷ Ân qua chuyện đó cũng được tha tội mà khôi phục chức vị, còn chuyện tang lễ của Yểm Cát cũng được cử hành theo tang lễ của vị quan chức để quan tâm tới Vương Phi. Vương Phi trong lúc lo hậu sự cho Yểm Cát cũng nói với Tiêu Yến sẽ cùng quân của Vương Phi đi về phương Bắc để cai quản. Cuộc sống ở kinh thành vốn dĩ đã không còn lại gì với Vương Phi, Tiêu Yến không còn cách nào, níu kéo cũng ban chỉ chi Vương Phi đi. Việc ở kinh thành và triều đình cũng xong xuôi. Đức nhượng muốn cùng phu nhân về U Châu ở đó canh giữ cũng như bảo vệ Đại Liêu, trong lòng Tiêu Yến vấn vương chẳng muốn xa. Nhưng sự cương quyết của Đức nhượng đã làm Hoàng thượng và Hoàng hậu cho phép anh rời đi. Còn Vương Phi cùng Cao Lục cũng cùng quân của Yểm Cát để lại mà đi về hướng Tây. Hoàng hậu Tiêu Yến đứng trên thành nhìn Đại Liêu. Chỉ vài ngày thôi mà mọi thứ thay đổi quá nhiều, cũng như người cần ở cũng đã không còn ở đây. Thấm thoát 11 năm trôi qua, Đại Liêu ngày một hưng thịnh và phát triển cũng nhờ quan văn đại thần kề bên Hoàng thượng giúp đỡ. Chính vì vậy Hoàng thượng và Tiêu Yến cũng mở một bữa tiệc để mời các bộ tộc các phương đến để ăn mừng. Nhưng sức khỏe của Hoàng thượng cũng đang dần yếu đi, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh đất nước. Tiêu Yến thấy Hoàng thượng như vậy thì cũng rất lo lắng nên dặn dò động viên Hoàng thượng chuyển cảnh sang U Châu, nơi Đức nhượng trấn giữ an toàn. Nhưng vì bất đồng quan điểm với Ký Vương nên mọi việc ở đó đang dần không được ổn định. Cùng lúc đó, sau thời gian dài dẹp loạn phương Bắc, nay Vương Phi đã về thăm Hoàng hậu và Hoàng thượng. Chức danh giờ đây cũng gọi là Hoàng Thái Phi. Tiêu Yến thấy chị gái sau bao năm không gặp cũng rất mừng rỡ. Hoàng Thái Phi đi bôn ba khắp bao năm nhưng vẫn không nghĩ tới chuyện tình cảm. Còn Tiêu Yến giờ đây cũng đã mang bầu lần ba cho Hoàng thượng. Cùng là chị em nhưng số phận lại đưa họ đi ngược nhau. Chuyện chính trị ở U Châu vì xảy ra lục đục nên Hoàng thượng đã họp quan triều đình để tìm ra phương án. Hỷ Ẩn nghe tin đánh trận mà muốn xông pha hỗ trợ nhưng không được Hoàng thượng đồng ý. Lúc này bên U Châu bị quân Nam Triều âm mưu tấn công do Ký Vương tự ý xuất quân, dẫn đến tình hình nguy cấp ở U Châu tăng lên nên Đức nhượng chỉ số quân còn lại cùng nhau chống trả để bảo vệ U Châu. Thời gian trôi dần đi, các cải cách của Hoàng hậu và Đức nhượng được áp dụng dần dần, người dân ở U Châu và Bột Hải cũng được tham gia kỳ thi tìm kiếm người tài trọng dụng cho đất nước. Từng bước đưa Đại Liêu đi lên, sau đó cũng đến ngày Tiêu Yến hạ sinh lần thứ ba. Lại là một tiểu hoàng tử bụ bẫm đáng yêu, nhưng thời gian qua đi cũng là lúc bệnh tình Hoàng thượng thêm nặng hơn. Việc triều chính giờ chỉ có thể để Tiêu Yến đảm nhiệm thay. Còn Hoàng thượng bệnh tình ngày một nặng chỉ có thể nghỉ ngơi. Ngồi ăn cùng nhau, Hoàng thượng căn dặn Tiêu Yến lo gánh vác giang sơn. Hon ai hiết ngài cũng hiểu bệnh tình của bản thân, chuyển cảnh đại vương từ chiến trường trở về ngay lập tức đến gặp Đạt Lẫm để nhờ chuyện kết duyên với tiếng sét ái tình của mình. Nhưng Đạt Lẫm muốn trêu đại vương nên nhắc lại chuyện ngày xưa hay được gái vây quanh xem ý đại vương thế nào. Đại vương thì chỉ quan tâm tới Hải Lan và muốn ông giúp đỡ mình được quen Hải Lan. Khi BIE Hải Lan được vào cung bầu bạn trong đó, đại vương mừng rỡ cảm ơn Đạt Lẫm ca rồi quay về tìm cách tiếp cận. Cùng lúc đó Hoàng thượng sức khỏe không ổn định lại đi dạo quanh thảo nguyên. Tình cờ nghe được tiếng đàn hay nên tiến lại xem, người đánh là Ngọc Tiêu, cũng là cống nữ của quan thần Bột Hải dâng tặng. Thấy cô đàn hay nên Hoàng thượng tiến lại hỏi chuyện nhưng chợt bị đau đầu, vừa hay Ngọc Tiêu biết về bấm huyệt nên vài đường đã có thể giúp Hoàng thượng đỡ hơn. Thầy Hoàng thượng được khỏe hơn, thái giám đi cùng đề xuất cho cô chăm sóc Hoàng thượng nên đã được sự đồng ý. Chuyển cảnh Đức nhượng từ hoàng cung về thấy mấy tên lang băm bốc thuốc từ nhà ra. Biết rằng Hàn Đức nhượng không muốn Hàn phu nhân gọi lang băm về nhưng cô vì một lòng muốn có con cho Đức nhượng nên đã cầu khấn khắp nơi tìm đủ cách để giúp Đức nhượng có con nối dõi cho Đức nhượng, nhưng thấu được lòng phu nhân mà Đức nhượng an ủi ôm cô vào lòng để động viên. Với Đức nhượng việc không có con cũng không phải vấn đề quan trọng với ông. Cùng thời gian đó Hoàng thượng đi thăm bách tính về cũng dẫn theo Ngọc Tiêu. Thời gian Hoàng thượng ở ngoài nhờ Ngọc Tiêu mà ngài được khỏe mạnh nên cũng hẳn có chút rung động. Ngày Hoàng thượng về Hỷ Ẩn cũng được báo tin Hoàng thượng dẫn theo cung nữ về mà chuyện này Hoàng hậu chưa biết gì. Thấy đó là cơ hội tốt để làm rạn nứt Hoàng thượng và Hoàng hậu, nhất định người như Hỷ Ẩn sẽ không bỏ qua. Hoàng thượng về chưa được bao lâu bệnh tình lại làm cho ngài mệt mỏi. Tiêu Yến biết tin liền đến bên Hoàng thượng để hỏi han, nhưng Hoàng thượng vì không muốn Tiêu Yến lo lắng nên vẫn tỏ ra ổn để Hoàng hậu yên tâm trị vì cai quản. Còn Đức nhượng cũng vì việc nước quên thân nên thời gian ở trong cung với Hoàng hậu bàn việc nhiều. Điều này không tránh khỏi việc giận hờn vô cớ của Hàn phu nhân, cô liên tục lấy lý do đau ốm để muốn Đức nhượng ở bên mình và tránh xa việc triều chính. Cùng lúc đó Hỷ Ẩn cũng gửi thư mời Đức nhượng đến nhà để ôn chuyện. Bản thân Đức nhượng và Hỷ Ẩn trước giờ không ưa nhau, nay lại được mời tới khiến ông không khỏi nghi ngờ. Hai người ngồi ăn rồi cùng nói chuyện. Hỷ Ẩn đem chuyện Hoàng thượng nạp nữ tử Ngọc Tiêu của tộc Bột Hải làm phi mà Hoàng hậu không hề hay biết để kể cho Đức nhượng. Hơn nữa còn lôi chuyện lôi Tiêu Yến ngày xưa vào nhập cung để đả kích Đức nhượng, nhưng kế sách này của Hỷ Ẩn đã áp dụng sai người. Vốn một lòng với Hoàng thượng nên Đức nhượng từ chối rồi ra về.
cùng nhau trở lại với hoàng thượng và hoàng hậu đang đi dạo cùng nhau. Hai người trò chuyện cùng nhau đi chơi với hoàng tử và công chúa của họ. Chỉ tiếc hoàng thượng bệnh tình nặng hơn, không thì đúng là một vị vua hạnh phúc với vợ giỏi con ngoan. Nhưng sóng gió lại bắt đầu ập tới với mọi người. Hoàng hậu mang thai năm đó vẫn đi U Châu chinh chiến, để giờ đây bị lan tin truyền có con với Đức Nhượng. Tên nào quả to gán dám đồn đại những điều như vậy. Lập tức Đức Nhượng được gọi đến để điều tra làm rõ xem ai tung tin đồn thất thiệt như vậy. Cùng lúc đó Tiểu Cốt Lý đến thăm hoàng hậu cũng nói ra suy đoán người làm chuyện này chỉ có thể là Hàn phu nhân. Cô ấy làm như vậy để Đức Nhượng không vào cung nữa, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Vì việc này mà hoàng hậu cho người gọi Đức Nhượng tới đúng lúc ông và Hàn phu nhân đang dùng bữa. Hàn phu nhân vì không ngăn được Đức Nhượng vào cung đã tự mình uống rượu do hoàng hậu ban tặng cho Đức Nhượng, nhưng ngờ đâu trong rượu có độc nên đã chết ngay sau đó. Đức Nhượng vừa tới cung mà nghe tin liền quay về, nhưng đã quá muộn. Ông trách bản thân không làm tròn nghĩa phu quân, ngồi nghĩ lại những gì Hàn phu nhân trải qua cùng nhau mà Đức Nhượng càng cảm thấy có lỗi. Kiếp này coi như phụ lòng nàng, tại tang lễ của Hàn phu nhân, hoàng hậu tới để cúng viếng, sau đó cho mọi người lui để nói chuyện với Đức Nhượng. Hoàng hậu giải thích rằng rượu ngày đó không phải do cô sai mang vào, chắc hẳn âm mưu của ai đó để chia rẽ. Để tìm hiểu việc này nên hoàng hậu cần gặp hoàng thượng để xin ý kiến. Tình cờ vào phòng hoàng thượng lại thấy có khăn của phụ nữ. Tạm gác lại chuyện Hàn phu nhân, liền cho người xem sổ sách. Hoàng hậu cuối cùng cũng biết chuyện hoàng thượng đưa cung nữ về đối xử như tiểu phi. Trước giờ việc vua nhiều vợ không có gì là lạ, nhưng với Tiêu Yến thì cô không tin đây là sự thật. Vốn dĩ hoàng thượng trước giờ chỉ có mình hoàng hậu lại hết mực yêu Tiêu Yến, nay biết tin hoàng thượng có tiểu phi không khỏi khiến hoàng hậu bất ngờ. Hoàng thượng lúc này nghe tin về Hàn phu nhân cũng sợ việc này có người đứng sau nằm bôi nhọ thanh danh của Tiêu Yến. Ông cho người đi điều tra để nhanh chóng tìm ra sự thật. Đức Nhượng tại nhà riêng cũng suy đoán rồi tìm hiểu để điều tra thêm. Nghi ngờ Hỷ Ẩn có liên quan đến việc này nên cho người theo dõi sát sao ông ta. Biết tin này hoàng thái phi cho người điều tra được thì hay tin lời đồn đại này từ phủ của đại vương Hỷ Ẩn. Lo rằng chính Tiêu Cốt Lý làm ra chuyện này để ủng hộ phu quân Hỷ Ẩn nên bà đã đến gặp em gái. Đến đó hoàng thái phi nói ra những lời này khiến Tiêu Cốt Lý bực tức vì bản thân không làm ra chuyện đó. Buổi tối Tiêu Cốt Lý đem chuyện này nói lại với Hỷ Ẩn, nhưng cô đâu biết những chuyện này lại do chính Hỷ Ẩn bày ra. Trung Cửu là nô tỳ trung thành của Tiêu Cốt Lý cũng biết chuyện nên toan tính bỏ đi, nhưng ngờ đâu bị người của Hỷ Ẩn phát hiện nên sát hại đầu mối. Tiêu Cốt Lý nghe tin đến cứu nô tỳ nhưng không kịp, liền chạy tới tìm Hỷ Ẩn, qua đó biết được những việc ngày qua đều do phu quân mình làm. Nhưng không những ngăn Hỷ Ẩn dừng lại mà Tiêu Cốt Lý còn nghĩ cách cho Hỷ Ẩn được thoát tội. Có lẽ những mâu thuẫn chị em sắp tới cũng từ đó mà ra. Hoàng thái phi điều tra ra được người mang rượu đến cho Hàn phu nhân hôm đó, liền đi tìm để hỏi tội. Đúng lúc Tiêu Cốt Lý vì lo bị bại lộ sẽ ảnh hưởng tới Hỷ Ẩn mà cũng tới đó, tính thủ Tiêu Lan Ca để bịt manh mối. Thật may có hoàng thái phi ở đó nên ngắn Tiêu Cốt Lý lại được. Sau khi thoát chết, Lan Ca bò ra khỏi chỗ trốn và khai nhận sự việc với hoàng thái phi để xin được cứu giúp. Cùng lúc này việc Hàn Đức Nhượng vì bị đồn đoán lại vốn bị ganh ghét nên quan thần cũng muốn gây áp lực. Mọi người đang tranh luận thì hoàng thái phi đưa Lan Ca đến để vạch mặt Hỷ Ẩn, cộng thêm bằng chứng Đức Nhượng nói ra ngày Hỷ Ẩn mời ông tới nhà ăn để bàn tạo phản nhưng không thành, lập tức bị bắt lại đem đi tạm giam. Tiêu Cốt Lý biết tin phu quân bị nhốt thì tới cung quỳ xin tha tội cho Hỷ Ẩn. Cái tên Hỷ Ẩn này đúng là tội ác đầy mình không thể tha thứ, cho dù hoàng thái phi lật mặt được hắn ta nhưng vẫn vì Tiêu Cốt Lý mà tới xin hoàng hậu cho Hỷ Ẩn cơ hội. Nhưng tội như Hỷ Ẩn chỉ có thể tha cho tội chết, sau đó bị đẩy tới Tổ Châu nhốt không được thả. Ngày ly biệt con trai của Hỷ Ẩn là Lưu Lễ Thọ không hiểu chuyện mà thù ghét hoàng hậu, còn hứa sẽ đòi lại công bằng cho cha mình. Hỷ Ẩn nghe vậy rất mừng rỡ, còn căn dặn người sẽ giúp con trai mình và báo thù cho Hỷ Ẩn. Chuyển cảnh Ngọc Tiêu được thần y bắt mạch đã có con với hoàng thượng. Chuyện này đến tai của Tiêu Cốt Lý, cô liền cho người sắp xếp đưa mình vào cung để gặp hoàng hậu. Sau khi biết chuyện, hoàng hậu cũng rất bất ngờ, thân là hoàng hậu vậy mà Đại Liêu sắp có thêm hoàng tử bà lại không hề hay biết. Đúng lúc đó Ngọc Tiêu đang đi dạo ở Cẩm Hoa Viên nơi Tiêu Yến cũng gặp cô ở đó, nhưng Tiêu Yến không nói gì nhiều, chỉ chào hỏi rồi rời đi. Đến tối khi Tiêu Yến đang ở phòng thì hoàng thượng tới gặp Tiêu Yến. Hoàng hậu cũng không hẹp hòi hơn nữa, còn muốn phong chức cho Ngọc Tiêu, điều này càng làm hoàng thượng thấy thẹn với lòng rồi xin lỗi Tiêu Yến. Vốn dĩ chuyện này nên sớm cho hoàng hậu biết. Chuyển cảnh sang Lưu Lễ Thọ, sau khi cha bị đày ải vẫn ngày ngày chờ cơ hội đến để cứu cha giành lại ngôi vị. Nhận thấy sức khỏe của hoàng thượng ngày càng yếu đi là cơ hội tốt để tấn công, Lưu Lễ Thọ lệnh cho Cát Lãn tập hợp người chờ ngày sẽ xuất quân. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào Ngọc Tiêu có tin mang bầu mà nay đã hạ sinh hoàng tử cho hoàng thượng. Nhìn hoàng tử mới chào đời mà hoàng thượng vui trong lòng, nhưng biết bản thân không còn sống lâu được nữa. Hoàng thượng cho gọi Hưu Ca tới để dặn dò ông phải cùng hoàng hậu xây dựng Đại Liêu hùng mạnh. Căn dặn các quan đại thần xong xuôi, hoàng thượng dù sức khỏe ốm yếu nhưng vẫn muốn đi tuần du một lần cuối. Chiều theo ý hoàng thượng nên Tiêu Yến sắp xếp đi cùng hoàng thượng. Tiêu Yến cũng nhờ hoàng thái phi rủ thêm Tiêu Cốt Lý để ba chị em cùng nhau đi tuần du nối lại tình cảm. Tiểu tử Lưu Lễ Thọ trong lúc đó chuẩn bị sẵn binh khí chuẩn bị cho quân xúc tiến đoạt ngôi, những điều này đã sớm được hoàng thượng dự đoán.
Hoàng hậu vì không muốn Lưu Lễ Thọ cũng vì vậy mà chết uổng nên đã tới gặp Hoàng Thái Phi. Nhờ chị gái báo cho Tiêu Cốt Lý về để khuyên con trai dừng lại, không thì Hoàng thượng chắc chắn không tha mạng. Nhưng mọi chuyện có lẽ đã quá muộn. Lưu Lễ Thọ vừa vào cung định tạo phản đã bị người của đại vương vây quanh, sau đó còn dẫn Hỉ Ẩn đến trước mặt Lưu Lễ Thọ. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, dẫn theo có chút binh lính đã tính tạo phản. Nhưng Lưu Lễ Thọ không biết thân biết phận, liều mình đánh trả, kết quả bị chết thảm. Còn Hỉ Ẩn cũng vì cứu con trai mà bị chết theo. Đúng lúc này Tiêu Cốt Lý về tới nhưng không kịp ngăn cản, nhìn thấy phu quân và con trai bị chết thảm, cô chạy tới khóc than vì nỗi đau này. Nhưng sau cùng những kẻ phản quốc này xứng đáng bị trừng trị. Chuyện buồn này chưa xuôi thì nỗi buồn khác lại đến. Vì bệnh tình nặng mà Hoàng thượng truyền ngôi lại cho con trai lớn mới 12 tuổi là Long Tự lên làm vua. Hoàng thượng căn dặn Hoàng hậu và Đức Nhượng lần cuối rồi quy tiên. Sau khi mọi việc tang lễ xong xuôi, con trai Hoàng thượng là Long Tự nay được lên ngôi làm vua. Nhưng vì Long Tự còn bé nên Thúc Vương đã có ý kiến. Nhưng khi Đức Nhượng bước vào cùng quân lính khiến mọi thứ lại đi theo trật tự, Hoàng hậu cùng Đức Nhượng cùng nhau hậu thuẫn giúp Long Tự làm vua theo đúng ý nguyện. Chuyển cảnh cả hai đang bàn việc nước thì nô tài tới báo tin. Cha của Đức Nhượng cũng vì tuổi già mà qua đời nên Đức Nhượng liền quay về để lo tang cha. Vì chuyện Hoàng thượng mất mà Ngọc Tiêu đau buồn, sau đó để lại tâm thư rồi tự tử. Để lại dược sư nô bé bỏng nhờ Hoàng hậu chăm lo cho con trai cô. Tiêu Cốt Lý vì sự ra đi của hai cha con cũng ngày ngày bên linh cữu không muốn rời đi. Cũng từ thời điểm đó dã tâm của Tiêu Cốt Lý cũng nảy sinh. Vì muốn trả thù cho phu quân và con trai, Tiêu Cốt Lý đến gặp Thúc Vương để thuyết phục ông đối đầu với Hoàng hậu. Tiêu Cốt Lý còn tình nguyện hiến quân cho Thúc Vương để ông có thêm đội quân hùng mạnh lật đổ Hoàng hậu. Đúng là giặc trong lúc nào cũng nguy hiểm hơn giặc ngoài. Chuyện Tiêu Cốt Lý ra ngoài đã để đại vương nhìn thấy, sau đó bẩm tấu với Đức Nhượng. Ngày hôm sau Đức Nhượng đến gặp Hoàng hậu để bàn kế đối phó. Nếu như Thúc Vương và Tiêu Cốt Lý hợp lực thì cũng là sự đe dọa khôn lường. Nghe theo kế sách của Hàn Đức Nhượng, Hoàng hậu cho gọi Thúc Vương và con cháu tới diện kiến. Vừa để cho con cháu Thúc Vương học cùng Long Tự, lại hứa mai sau sẽ phong chức sắc. Điều này để nói là vô cùng tốt nên đã làm Thúc Vương do dự về việc tạo phản, tiếp đó để đe dọa Nhị Vương. Hoàng hậu tổ chức cuộc thi tuyển chọn binh lính nhưng thực chất để phô diễn sức mạnh khiến Nhị Vương nhìn đó mà lo sợ. Nhưng Tiêu Cốt Lý đề phòng đã sớm có phương án dự phòng, người đó chính là Gia Luật Hổ Cổ. Ông vừa hồi kinh Tiêu Cốt Lý cho người đến gặp để thông báo tình hình, dựng lên tin rằng Đức Nhượng đang âm mưu thiết lập làm vua, còn Hoàng hậu cũng cho Long Tự Hoàng thượng gọi Đức Nhượng bằng tướng phụ. Điều này Hổ Cổ nghe xong cũng rất phẫn nộ, quyết không để ngai vàng rơi vào tay họ Hàn. Cố tình phá luật cũ, Hổ Cổ cho người bắt dân Khiết Đan lại để làm nô lệ. Đức Nhượng biết tin cho gọi Hổ Cổ lên để giải thích, nhưng Hổ Cổ ngang bướng chỉ nói Đức Nhượng không xứng rồi rời đi. Chuyển cảnh Hoàng hậu tới gặp Tiêu Cốt Lý. Hoàng hậu đến để mong ngóng chuyện tình cảm chị em sẽ không bị rạn nứt. Nhưng lòng dạ Tiêu Cốt Lý giờ đây chỉ có trả thù. Trước mặt thì chị em nhưng sau lại chuẩn bị một kế hoạch. Sau khi Hoàng hậu về cung, Đức Nhượng đem chuyện Hổ Cổ cho người bắt dân Khiết Đan lại bẩm tấu với Hoàng hậu. Tiêu Yến liền cho tìm người có thể thay thế Hổ Cổ phòng việc bất chắc. Cùng lúc đó quân Nam Triều tiến quân tới U Vân để chiếm đóng. Hoàng hậu cho họp quan thần để bàn bạc, mỗi người một ý khiến Hoàng hậu nổi giận, quyết định cho quân đi chống giặc. Lần này quân phương Nam phát động sức mạnh toàn dân, khí thế dữ dội. Hoàng hậu cùng quan quân chuẩn bị phương án tác chiến, qua đó trận chiến đã giành thắng lợi. Qua đó mà Hải Lan và Đại Vương cũng được Hoàng hậu ban hôn cho đôi họ. Cùng lúc đó Tiêu Cốt Lý cũng cho người mang thư mời Hoàng hậu tới nhà cô dùng bữa. Hoàng hậu thấy vậy thì vui mừng, nghĩ rằng nhị tỷ đã hết giận Hoàng hậu. Vương Phi cũng nhân dịp được mời tới nhưng lại có việc bận, nên bà mang quà cho Tiêu Cốt Lý. Mở qua ra lại là một bình rượu có thể rót rượu thường và rượu độc cùng trong bình. Tiêu Cốt Lý cầm lên xem xét rồi cười đắc chí. Hẳn là cô đang định kế hoạch hãm hại Hoàng hậu. Đứng trước bài vị của Hỉ Ẩn và Lưu Lễ Thọ, Tiêu Cốt Lý hứa sau khi hại được Hoàng hậu sẽ về quy tiên cùng hai cha con. Ngày dự tiệc Hoàng hậu cùng đoàn kiệu đã đến. Đích thân Tiêu Cốt Lý ra đón Hoàng hậu vào. Tiêu Yến không biết rằng chính nhị tỷ đang có dã tâm hại mình. Mọi người cùng nhau thưởng thức ca văn nghệ. Tiêu Cốt Lý sai người rót rượu độc cho Hoàng hậu uống. Đúng lúc này Đức Nhượng đến ngăn được sự việc lại. Còn Tiêu Cốt Lý vì bị phát hiện mà cầm dao đâm chết nô tỳ, sau đó định tới sát hại Tiêu Yến. Cũng may Đức Nhượng ở đó nên tránh được hiểm họa. Hoàng hậu sau đó cho mọi người ra ngoài để ba chị em ở lại nói chuyện. Tại đó Tiêu Cốt Lý trách Hoàng hậu tại bà mà Hỉ Ẩn và con trai Tiêu Cốt Lý phải chết thảm, sau đó uống rượu độc mà tự tử. Hoàng hậu đêm về nghĩ về tình cảm chị em cũng không thể kìm nước mắt, cũng vì tiền tài danh vọng của gia tộc mà giờ đây chị em đã xa nhau. Còn đại tỷ cũng vì giận dữ đã xin rút về phương Bắc để trông coi. Hoàng hậu sau đó để đề phòng với Thúc Vương nên tới để dằn mặt ông về những chuyện đang xảy ra, nói ông nên tự lượng sức rồi để lọ thuốc độc lại cho ông tự sám hối. Sau đó cho người bắt ký Vương Phi lại rồi cũng làm theo cách như Thúc Vương để xử lý. Nhưng Hổ Cổ kể cả khi hoàng tử nay đã lớn vẫn không thôi ý định đuổi Đức Nhượng ra khỏi Trương Kinh. Cùng thời gian này Hoàng hậu phá lệ mà tổ chức mừng thọ cho Hàn Đức Nhượng ở cung. Mọi quan thần ở đó ít nhiều cũng bàn tán về việc này. Hổ Cổ vì thấy không hợp tình hợp lý mà phản đối, nhưng Hoàng hậu đã quyết thì Hổ Cổ cũng chỉ còn biết theo ý.
Chuyển cảnh buổi tối đó, Tiêu Yến cùng con trai Long Cự ngồi nói chuyện. Hoàng thượng nay đã lớn khôn rồi còn hiểu chuyện, cũng tác thành cho Thái hậu mình và Đức Nhượng kết duyên. Còn Hoàng Thái Phi sau nhiều năm cũng gặp được ý trung nhân mà gửi gắm tình thương. Chuyển cảnh Tiêu Yến ngồi cùng Đức Nhượng mà bàn chuyện thành thân cho Hoàng thượng Long Tự. Biết rằng Long Tự thích cháu của Đức Nhượng là Bồ Tát Ca nên bà đã quyết định bén duyên cho hai người. Điều này Đức Nhượng cũng rất đồng tình. Phía Hồ Cổ nghe tin như vậy ngay đêm nghĩ rằng đó là Đức Nhượng sắp xếp nhằm thôn tính Đại Liêu nên đã bàn kế với hạ thần của ông. Ngày hôm sau trong buổi thuyết chiều, Hồ Cổ cùng hạ thần cùng phe nói rằng có chuyện muốn bẩm tấu. Hoàng thượng nay đã lớn khôn nên bọn họ muốn Thái hậu hồi cung để Hoàng thượng trị vì. Nhưng Đức Nhượng ra mặt ngăn cản lại thêm lời nói của Long Tự nên Hồ Cổ đành bực tức mà rời cung. Nhưng ngay ngày hôm sau Hồ Cổ mà bất bình chuyện hôm qua, dẫn quân tới quyết hại Đức Nhượng với tâm huyết vì Đại Liêu. Đúng là Hồ Cổ hồ đồ lại đi nghĩ Đức Nhượng như vậy. Thấy vậy Hoàng hậu cũng sai người mà bắt Hồ Cổ lại, vì bị tấn công mà Đức Nhượng bị thương. Sau đó được Hoàng hậu băng bó lại cho, hai người nói chuyện tình cảm muốn gắn lại mối tình xưa, điều gì đến cũng phải đến. Đức Nhượng và Thái hậu Tiêu Yến cùng nhau thành thân để chính thức lên duyên. Hoàng thượng thấy mẫu hậu như vậy cũng đến chúc mừng cho bà. Thời gian cứ vậy trôi qua vài năm. Lâu năm không gặp đại tỷ lại nghe tin giờ đây chị đã có người gửi gắm. Tiêu Yến quyết định xuống thăm chị gái cũng một phần lo Hoàng Thái Phi sẽ giao quân cho phu quân mới. Đến nơi Tiêu Yến muốn Hoàng Thái Phi cùng bà về Thượng Kinh đoàn tụ. Hoàng Thái Phi nói sẽ về sau khi thuyết phục được phu quân cùng về với bà. Chuyển cảnh về Hoàng cung, Hoàng Thái Phi cùng quan thần ăn mừng sau những đại công vừa qua. Đến khi Hoàng thượng Long Tự mời Hoàng Thái Phi để chúc mừng những chiến công lập được. Nhân đó cũng muốn Hoàng Thái Phi nghỉ ngơi và một phần để thu lại quân của bà. Tránh hiểm họa do phu quân Hoàng Thái Phi cầm quân, nhưng tên Lãm A Bát đó lại ngang nhiên trước triều mà cãi nhau với Hoàng thượng. May có Hoàng Thái Phi xin giảm tội cho nên tha được tội chết. Nhưng hôm sau khi đại tỷ định cùng Lãm A Bát trở về phương Bắc ở thì được tin, Lãm A Bát dẫn người định hành thích Hoàng thượng nhưng không thành. Sau đó bị tống vào Đại Lao, nghe tin Thái hậu lo lắng quay về xem tình hình, cũng may Hoàng thượng không bị thương nặng. Hoàng Thái Phi nhân cơ hội đi tới Đại Lao cho người cứu Lãm A Bát rồi chạy về phương Bắc. Sau đó để bảo vệ Lãm A Bát mà Hoàng Thái Phi tập hợp đội quân sẵn sàng nghênh chiến. Quân của Thượng Kinh tới chiến đấu chả mấy chốc đã đến nơi Hoàng Thái Phi và Lãm A Bát ở đó. Họ không những không đầu hàng còn tiếp tục chiến đấu. Kết quả Lãm A Bát cũng bị quy tiên, còn Thái Phi cũng bị giam ở nơi xa. Một thời gian sau Thái hậu già yếu cũng trả lại quyền lực cho Hoàng thượng. Sau đó an dưỡng tuổi già cùng Hàn Đức Nhượng. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hãy luôn ủng hộ chúng mình và subscribe kênh nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.